trước này. Bao làm hồ xuống đưa qua bên này. Bao này để lên trên này này để mai phân nè. Hôm nay lên nằm tiếp nha. Cho anh xin lượt chia sẻ mấy chị. Không đem gì qua cho mấy chị đấu giá chơi hết trơn. Không đem gì qua cho mấy chị đấu giá chơi hết trơn. Nói chuyện người ta cũng bị đau được.
đã cái ngựa chén cho đàn quá ăn bệnh luôn. Đi lấy hàng á Nhung, một hai bữa phải đi gom hàng, lần không đi gom hàng không có hàng bán. Nhung, hàng Việt Nam xuất khẩu nó hiếm lắm, đang bị đau chân nữa. Rồi ghi đầm ren 220 đưa lên lầu đi cho chặt ha. Hai đầm ren trắng size L, chị Yên lấy đồ mặc cho em chưa giờ lấy nè chị Phúc. Đầm ren trắng hai cái size L của Ốc Tiêu, chốt đi con. Hai con size L của Ốc Tiêu 220 cộng 2 cho con này giống công chúa lắm. Con này dễ thương, ren mềm mại mà ren này không có thấy bụng nha. Hả? Rồi anh Tư ơi, ở nhà dưới có một cái bao đồ mà nó có chữ B Bookery nè. Cái bao này nè, cái bao này nè, nó có 4 mẫu. Anh lấy mỗi mẫu size L cho em, mẫu mà có tùng ở trước nè. Đây là tùng. Trời ơi, mẫu này chị mặc lên dễ chịu lắm, chị Phúc lấy size L hết nha. Hình như cái bộ xanh nó size L nè. Ủa hổm giờ chị Phúc không có thấy cái lô đồ nhà của em hả chị Phúc? Hổm giờ chị Phúc không có lấy lô đồ, thấy lô đồ nhà. Lô đồ nhà tới chắc phải là mười mấy mẫu á. Nè, lô đồ nhà nè, XL, anh Tư lấy XL hết anh Tư à. 4 mẫu, hoa vàng, thổ cẩm vàng, thổ cẩm đỏ và bộ chữ B đen. Đó. Nè đó, bữa giờ rồi em về lô đồ nhà phải mười mấy mẫu á chị, nhiều mẫu lắm. Nó có, chị không có thích bộ dây đúng không, thì nó có 5 mẫu dây, nó có cái mẫu kia cũng đẹp, mẫu này cũng đẹp nè chị. Ơi, mẫu này chị bỏ Phúc mặt còn tướng hơn nữa đây nè. Nó may cái lụa đẹp lắm, mẫu này là mẫu có tay. Lấy hai cái cho Ốc Tiêu chưa? Hai cái size L. Đây nè. Nè mẫu thổ cẩm đỏ có tay dễ thương không chị? Nó may dễ thương lắm, 160 luôn nè. Đó, 160 luôn. Rồi bỏ Phúc 4 bộ đi. Bỏ Phúc 4 bộ, 160 bộ. Đây nè chị lấy hình như cái này là có 3 mẫu hay sao. Đây nè, chốt giùm em là bộ có tay. Chú giúp em là tay bộ tròn ha. Bộ này cũng 160 nè. Có lấy thêm bộ này thì chốt giùm em thêm 3 bộ rồi. Nó có 3 mẫu vải. Vải nào lụa cũng dễ thương á. Vải nào lụa cũng dễ thương. Nó có mẫu dây nữa mà chị à, em thấy về hồng nhưng không thích dây. Cho nên là em thấy nó dễ thương ha. Mai chị gửi lại cho em đi. Khi Phạm nhắn gì chị à, bộ vàng có màu khác không? Có, bộ này có 4 màu lận. Coi mấy bộ ngủ trong đó nha. Bộ tùng này có 4 mẫu nè. Bộ ngủ vải Vality á, thổ cẩm á con. Bộ vàng đó, nó có bộ thổ cẩm vàng nè. Bộ vàng, bộ hoa vàng nó có thổ cẩm vàng nè em. Nó có thổ cẩm vàng mặt trắng trẻo lắm. Nó có thổ cẩm đỏ nữa, thổ cẩm đỏ khác cái thổ cẩm kia nè. Bộ vàng nè. Đó, dễ thương không? Vàng thổ cẩm nè. Nó có cái tùng ở trước nữa nha. Bộ cẩm vàng, bộ này là toàn xưởng bên nhà chị không à. Rồi chị nào chốt bộ vàng à, nó có bộ chữ B mà hết size nhỏ rồi. Bộ chữ B hết size nhỏ rồi. Nó có bộ vàng, vàng hoa, vàng thổ cẩm đỏ à, cái gì nữa. Hai phàm kiểm tra thử. Kiểm tra cái bill trong con, cái con bill của con, cái bill chuẩn bị hàng về á. Cái bill mà giao hàng thất bại trong giao app nhanh á. Kiểm tra cái bill trong con gì đó, khi họ hỏi anh Phúc đọc qua trong con nên giải quyết trong con. Còn con nhiếm là do tụi bay, đang nhiếm là do tụi bay làm sai. Tụi bay làm bill, những cái bill mà thường xuyên gửi bưu điện, gửi từ trên xuống dưới đều bưu điện hết. Làm sao trước khi làm đọc ti một tính chính một bill nè, bi dính bill nè. Những cái bill đó sao không chịu đọc cho khách đi bay. Khách gửi bưu điện để khách người nhà nhận. Mà cửa hàng hóa cứ vậy hoài. Làm cứ bán bill được trăm mấy cho 200 ngàn cứ gửi hồn về. Trăm mấy 200 ngàn gửi hồn về. Em coi bộ chữ B à. Xuống anh Tư cái bộ trong cái bao này có bộ đen B á. Lấy cho em. Cứ làm gì tụi bay không có chịu đọc tin nhắn gì hết trơn. Cứ một lần làm lần tối có nhiêu bill đâu. Trời ơi lên nhà chị trên kia kìa. Làm gì mà nó làm sắc lẻ mất, đây là bưu điện thì đọc. Bi hôm qua một bill, bi một bill. Bộ chữ hai nè chị. Mà bộ này còn thấy L trở lên, con có L luôn. Bộ này còn thấy L trở lên nè. Bộ này chị Hằng lấy mặt dễ thương lắm. Đây là bộ chữ B nè. Bộ đây là bộ chữ B. Chị nào chốt bộ chữ B tối làm cho xong hay sao á. Làm xong cũng coi trước coi lui gì hết trơn, trời á.
lúc nào bưu điện là nó bưu điện từ trên xuống dưới, cứ vậy hoài, cứ nói ra tụi bay cũng không làm gì, ngày có nhiêu bill à, người ta gửi giao hàng nhanh ta có nhận được đâu. Rồi giờ em đổ hàng Việt Nam xuất khẩu lên đồng nè. Rồi đưa cái bao đồng để bao nhiêu mang qua đây. Hai bộ chữ V nhưng mà nó còn XL ốc tiêu rồi. Nè ốc tiêu bộ chữ XL nè, còn em lấy thôi không có size L, có bộ XL à. Em lấy size gì thì báo nha. Em lấy size gì thì báo ha. Rồi hôm nay lên đồng cho mấy chị, lên đồng mà treo luôn nha. Rồi chốt giùm em đầm hoa đỏ xanh. Đầm hoa đỏ xanh mấy chị ơi, hoa đỏ xanh. Chị nào chốt hoa đỏ xanh chốt lên giúp chị. Trong là bị gì? Ở trong app cái báo gì chứ sao biết được, báo gì hôm qua nó có gọi điện cho ông Phước kìa. Hỏi ông Phước đi, lấy thêm bộ XL được không tiêu. Hỏi ông Phước thì hôm qua nó gọi báo gì. XL bộ chữ B hả anh? Hỏi ổng đi, qua ổng nghe cái bill đó đó, gọi không được hay cái gì đó. Giờ ổng cũng có nhớ đâu, ngày có một hai bill mà cũng nhớ nữa. Bộ đây bộ xếp ly khoe dưới nè. Đầm này là đầm 300, đầm này chốt giùm em đầm đỏ xanh ha. Đỏ xanh xếp ly, ở giữa nó có cọng dây liền bộ. Một bộ XL được anh Tư ơi. Cái em gọi đầm trắng ở sau lưng mới về đó Trịnh trong tâm. Rồi đầm này luồn dây kéo vô rồi treo lên, một bộ được anh Tư. Đầm mới về đẹp lắm trong tâm. Mới về đẹp dễ sợ luôn. 220 ngàn giá rẻ. Giá rẻ nha chị nha. Dễ thương lắm chị Tâm. Ngừ thì nghe điện thoại không nhớ, ngừ làm bill cũng nhớ. Đó cứ vậy, cứ tứ tấp tiếp đi. Đây nè, đầm này có size 60 đến 100 ký. Đầm này 220, đầm ren trắng. Đầm này dễ mặc đồ lắm chị cho Tâm. Đầm này dễ mặc đồ, dễ chịu ha. Dễ mặc đồ mà dễ chịu. Quần này là 100. Quần sọt này mấy chị mà thấy mỗi lần mà em chụp hình em hay mặc quần sọt là quần sọt này nè. Quần sọt không có co giãn nha mấy chị nha. Đầm đen trắng của chị Trinh Võ. Chị Trinh Võ đầm đen trắng XL mới đem mà lầu. Đầm của Manacan mặc á chị. Con Manacan này mặc lên cái cổ không thấy đâu trời. Ủa sao cái ngay đâu à, biết đâu. Rồi cái quần này, ờ không, cái quần này của em. Cái bao đồ này đem lầu qua. Rồi đây nè mấy chị, áo. Áo này 130 ngàn, có size 60 đến 100 ký. Áo nhúng ngực nè, trời ơi, con áo này mấy chị mặc lên xinh lắm. Con áo này mặc lên rất là xinh, nhắn tin gọi điện mới luôn. Con áo này mặc lên cực kỳ xinh và xinh, rất là xinh luôn ha mấy chị ha. Đó. Chị nào chốt đầm, chị nào chốt áo xanh này, chốt lên chút giùm em. Áo xanh này có size nha. Cái đầm đen trắng size L của Trịnh Châu Tâm. Trịnh Châu Tâm đầm trắng size L. À, hôm qua chị nào mà chưa chốt kịp cái hôm qua chị nào chưa chốt kịp đầm sơ mi thì hôm nay có đầm sơ mi về nha. Tối hôm qua chị nào chưa kịp chốt kịp đầm sơ mi, hôm nay có đầm sơ mi nha. Rồi lên cho mấy chị con đầm lining nè, chị Trinh Võ mặc thử con đầm lining đi chị Trinh Võ. Sọt đó đợi tí xíu đi ơi, ngày mai về tới mấy trăm sọt lận nè chị. Chị Trinh Võ lấy con này mặc thử nè, em nói thiệt. Em mặc con này lên xinh lắm mà vải lining nữa cho nên mềm mịn lắm nha. Mềm mịn và mượt ha. Mềm mịn và rất là mượt luôn. Tại vì em không ủi lên đó chị. Con lining này ở dưới nó có một cái tầng đầm nè. Đây lining nè mấy chị. Lining này ở dưới nó có một cái tầng đầm nè đó. Nhưng mà con này chị nào mà dưới 83 kg mặc con này lên. Em nói 70 đến 83 kg mặc cái con đầm lining 200 này lên nó đã lắm. Cái vải nó rất là mê nha. Cái vải của con đầm caro hợp caro gạch này nè, caro màu gạch này nó đã lắm. Em nói thiệt, không phải nói để bán được đâu. Rồi lên tiếp cho mấy chị con đầm tầng. Lên tiếp cho mấy chị con đầm tầng màu xanh đột chuối. Con này 150 ngàn. Con này 150 ngàn, con này size 16 nè, con này size dưới 80 kg. Chị nào dưới 80 kg chốt con đầm tầng này cho em. Đặc điểm của đầm tầng mặc là không thấy bụng, không thấy nay. 150 ngàn đầm tầng xanh đột chuối. 150 ngàn đồng tầng xanh đột chuối chút treo lên chỗ bên nào bên đầu mình. Rồi lên tiếp cho mấy chị một con đầm. Nếu con đầm này đẹp thì phải từ 80 kg trở lên nha. Nếu con đầm này đẹp phải từ 80 kg trở lên. 80 kg trở lên con đầm này ha.
80 đến 95 98 kg đầm xanh. Chị nào chốt đầm xanh chốt lên giúp giùm em đầm xanh nha. Chế nào chốt đầm xanh chốt lên giúp giùm em đầm xanh. Đầm xanh kèm số ký giúp em nha mấy chị. Đầm xanh kèm số ký. Chị nào chốt đầm xanh kèm số ký chốt lên giúp giùm em. Hôm giờ chế nào chưa thấy áo dài nhà em báo nha. Rồi lên áo dài cho mấy chị 300.000 có size. Áo dài in nè mấy chị, có áo dài in đẹp không? Áo dài yếm mà in hơi bị đẹp luôn. Chị nào chốt áo dài chốt lên giúp giùm em áo dài nha, 300.000 áo dài. Áo dài này hình như nhà dưới phân ghi bỏ bịch rồi ghi size phân size luôn. Rồi chị nào chốt áo dài chốt lên giúp giùm em áo dài. Áo dài có size 60 đến 100 kg. Áo dài có size 60 đến 100 kg nha mấy chị. Chị nào chốt áo dài chốt lên giúp giùm em áo dài kèm số ký. Áo dài kèm số ký nha. Áo dài đó là áo dài hoa văn đỏ, còn đây là áo dài tím nè mấy chị. Tôi đã ghi size luôn một phân luôn tôi. Đây là áo dài tím nè, áo dài yếm tím. Chế nào mà muốn biết áo dài này em mặc thử như thế nào cứ vô bay của em nha. Vô bay của em rồi coi. Rồi coi Yên mặc áo dài này như thế nào mấy chị ha. Rồi áo dài tím. Nhưng mà em nói thiệt với mấy chị, cho khách em mặc áo dài người nào cũng khen. Áo dài tím kèm với quần ống rộng tí, kèm với quần ống rộng trắng nha. Chị nào chốt áo dài tím chốt lên giúp giùm em áo dài tím. Và bộ bi xanh. Bộ bi xanh này đẹp thiệt, nhưng mà cái vải nó hơi bị cứng. Bộ bi xanh này đẹp, rất là đẹp nha. Và cái vải hơi bị cứng, cho nên cái mã này sẽ là cái mã để ngày mai em sale nha. Tối nay em sẽ báo và ngày mai em sale. Tối nay em sẽ báo trên trên cái nhóm Zalo. Chị nào chưa áp nhóm Zalo chung thì nên áp nha. Tại vì mẫu nào sale là em sẽ đăng trên đó trước cho mấy chị canh ha. Nè, mã này ngày mai em sẽ sale nè. Vải đẹp lắm. Alo, vải nó hơi cứng tí xíu thôi, nhưng mà mẫu này rất là dễ thương. Mẫu bi này nè. Mẫu bi này ngày mai sẽ là mẫu sale nha. Bỏ bi vừa chút lên phân luôn. Bỏ bi ghi size chút lên phân luôn. Rồi lên tiếp cho mấy chị cái mã đầm. Hồi nãy lên mã đầm xanh, xanh đỏ đúng không? Thì đây là mã đầm xanh. Mã đầm xanh giống như mã đầm xanh đỏ hồi nãy luôn. Mà con này là đầm xanh nha mấy chị nha. Con này đầm xanh. Con này có size. Chế nào chốt đầm này chốt đi, đầm này đẹp lắm. Dây kéo một cái của lồng à, đây nè, nó có một cái dây nịt bụng ha. Đây đầm xanh. Chế nào chốt đầm xanh chốt lên giúp giùm em đầm xanh. Để trái nè. Dễ thương lắm mấy chị, mà cái vải nó rất là đỉnh. Vải co giãn mà đẹp cực kỳ ha. Vải co giãn lắm, đẹp lắm. Cái dây nịt này là cũng có đầm xanh là luôn vô ở giữa bụng thôi. Mấy cái quần không co giãn này để em kiếm size cho chị xin đi trường. Size chị xin đi trường khoảng cỡ size 95 à. Size của chị xin đi trương cũng cỡ size 95 à. Đây là size quần của em. Để chút cho con mấy cái bộ này đây luôn. Cái ba bộ rồi ta. Ba bộ mới để lên sau, chưa để lên phân rồi. Đúng rồi. Chưa bao đó à, anh Phi đi phân. Hình như còn cái áo beo lấy ra sale luôn em con. Cái áo beo kìa. Ở bên lùng để lên nước ăn cho nước uống kìa. Rồi lên tiếp tầm nha mấy chị. Lên tiếp tầm. Đầm này 250 nha, đầm này size em là 70-83 kg. 70-83-84 kg. Đầm này mấy chị đi tìm được nè. Đầm xanh sao bao nhiêu? Chị Quế Dương bán chục dao con nặng đi. Chị Quế Dương bán chục dao con nặng đi. Đầm trắng em lấy một cái thôi. Bù lại em cũng còn. Sẽ cho ốc tiêu một cái đầm trắng nha. Quế Dương lên chục dao con nặng lại đi chứ. Nào em vừa em đưa sao em coi được con sao em kiểm tra liền. Đầm này nè, ô đầm này khi mặc lên xinh lắm nha mấy chị. Đầm này size 70-83 kg. Đầm này 250 chốt giùm em đầm ánh kim vàng. Đầm ánh kim vàng 250. Ánh kim vàng 250. Đây là những mẫu đầm tàu. Đây là những mẫu đầm tàu nè, mấy cái này treo lên. Đây là những mẫu đầm tàu mà chế nào chưa chốt thì nên chốt nha. 250 ngàn con đầm tàu. Chuẩn bị khui hàng Việt Nam xuất khẩu. Có quần tây, có áo tung, có áo ba lỗ, có rocker, có hacker, có đầy đủ nha mấy chị. Chế nào chưa chốt đầm tầng nhà em thì chốt, tranh thủ chốt đầm tầng nha. Đầm tầng có tổng cộng là size 12, 14, 16 và 18. Lộn cái để like cái này tên lộn nãy giờ không ra. Lộn mỏi nách luôn. Con này có khách chốt rồi nè. Con này có khách chốt mà khách chốt thứ 5. Sọt chưa có size em. Sọt đợi chút xíu thì xin đi trương. Như mấy bữa này nè. Rồi đầm tầng nè. Em có size 12, 14, 16 và 18. 12, 14, 16 và 18 đầm tầng. Chế nào chốt đầm tầng nó có nhiều màu lắm. Xanh đen nè.
nó có mã mã kem hồi nãy nè, nó có mã tím nè mấy chị, nó có mã tím nè ha. Lá này đi bill không nổi quá. Chị Quế Dương nhiêu ký chị lên giùm em ấy. Tại vì đầm đó nó có nhiều size lắm, chị Quế Dương nó có size từ số 10 trở lên ấy. Cái đầm này nè, em nói thì mấy chị 250.000. Tưởng không đẹp mà đẹp không tưởng. Mấy chị vô bay em đi coi em mặc cái đầm này nè. Con này size con này size 14 thôi nha, dưới 75-77 kg. Nhưng mà con đầm da trăng này khi mấy chị mặc lên cái phân xè ở dưới nó làm đẹp lắm. Xè này trên đầu gối nhưng mà nó làm cái đầm da trăng này rất là đẹp. Đầm da trăng size dưới 77 kg. Đầm da trăng size dưới 77 kg. Em lên cho con đầm này nè. Con đầm này là em mặc vô nếu mà kéo dây kéo lên nó hơi bị bó. Cho nên chị nào khổ cỡ 77 kg, mấy 68 chị mặc size 14 là được rồi chị Quế Dương. Đây có cái đầm ánh kim xanh á, hồi nãy kêu lên kiểm tra nó size vậy, ánh kim xanh. Ánh kim xanh mà cứ cầm con già bao nhiêu? 16 hay 14 được, bên kia coi thử con bên kia còn 14 không? Kiểm tra đầm đó có thử con 14 không? Chị với em với chị là trên nhau mấy ký? Đầm đó size 16, nếu chị Quế Dương mặc thì nó sẽ là theo người, nó không có ôm body giống như em. Mà nó là và nó cũng vừa nha chị. Rồi lên con đầm này cho mấy chị, đầm này size 12 nè. Nhưng mà chị nào mà dưới 76-77 kg hút con đầm 300 này, trời ơi đầm này đi để đi ăn tiệc nha mấy chị. Đầm 350 này nè, 350 không phải 300. Chị nào hút con đầm này dưới 75-77 kg hút con đầm đen ren này để dành đi ăn tiệc. 350 đầm đen ren. Mấy con đầm đen ren này là bay bay nó có số ký cho luôn hết, khách cho khách đi kìa. Có số ký của chị Quế Dương luôn kìa. Rồi con đầm riêng con đầm toàn xanh này á, yên dạo này nhìn gầy hơn. Ai cũng nói em gầy hơn mà em chưa con lại bệnh hoài á, chị chê đi, không đủ sức khỏe. Sức khỏe trẻ. Nè em có con này nè. Nhưng mà nó size 18, size 90 kg nè, mà chị đẹp không? Size 90 kg. Chế nào mà 90 kg mặc con đầm này đi tiệc, em nói thiệt với mấy chị, nó ôm bụng đẹp lắm. Nó ôm bụng mà nó giấu bụng rất là đẹp luôn, nó che được cái bụng mà trước đẹp lắm. Nè có con khót len là con này bán không được mà bị tức à. Nè nói thì ngày ra không như bim cứ lộn tới lộn lui, còn người nghe điện thoại cũng nhớ. Dài nha chị, em 1m67 em mặc dài tao ống quyển đó. Nhưng mà nó đẹp lắm chị Minh Hảo Phạm ra tay. Nó rất là đẹp luôn chị, em nói thiệt mà. Hãng là hãng của Sơ Cây á chị, thằng này của Sơ Cây nè. Thằng này của Sơ Cây nha mấy chị, chứ không phải hàng này là gần như Sơ Cây á. Cho nên cái form ở sau mình chỉ có cái form ở sau nó làm đẹp rồi. Dưới 77 kg con này. Dưới 77 kg. Rồi lên tiếp cho mấy chị nè. Đầm này kêu lên luôn nè. Đầm này may gì có lẽ lo có mấy cái. Rồi đưa tiếp hàng xưởng lên coi thử hôm nay về hàng gì. Nè con này mấy chị mua đẹp lắm, mấy chị mua mấy chị mặc mặc khoác. Mặc khoác lạnh hay là mặc kiểu rồi cũng đẹp lắm, len này len xanh nè. Con này size khoảng cỡ từ 70 đến 83, 84, 85 cái con này đẹp lắm. Mấy chị vô phân bay em coi em mặc con này cưng lắm, 160.000. 160.000 con len xanh này. Chị nào chốt len xanh chốt lên giúp giùm em len xanh. Rồi lên cho mấy chị một con đầm size dưới 83, 84 kg. Lên cho mấy chị một con đầm. Đầm đen của chị Hồng Mỹ Chi. Đầm đen của chị Hồng Mỹ Chi, đầm đen ren á, 350. Em lên cho mấy chị một con đầm đá đi tiệm. Con này 450. Con này size dưới 83 kg. Con này 450.000 nha. 450.000 con này. Con này size dưới 83 kg, 75 đến 83 kg. Đầm đen nó 350 đó con, phải 300 đâu. Chị Trang Diễm ơi, đầm đen nó 350 đó chị. Chị lấy được không? Kiếm cái đầm đen nó trong cái bao đây. Một bao đầm hàng xuất đó. Bao ren nó nhiều lắm. Nhà dưới có tiền chó không? Trong mấy bao đầm hàng xuất ở dưới 350 nha chị Trang Diễm. Đầm này 75 đến 83 kg. Đầm đỏ. Nè mấy chị coi form. Em nói thiệt với mấy chị không có một cái điểm trừ luôn mà 10 cộng luôn. 450 đầm đỏ đô, có một con à. Có một con là do trên kho còn có một con á, chứ không phải không lấy hàng đâu nha mấy chị. Rồi lên cho mấy chị con đầm đỏ đô sọc nè. Dạ đầm này là 180.000 nha. Dạ đầm đen nó 350 á chị nha. Nè đầm này mấy chị mang với giày thể thao nha. Đầm này mấy chị mang với giày thể thao giúp em á. Đầm này dưới 85 kg. Chốt giùm em sọc đỏ dưới 85 kg. Dưới 85 kg đầm sọc đỏ. Hôm qua chị Hồng Mỹ Chi lấy đầm sọc đen này đúng không? Đầm đầm caro bẹp vai đi tiệc thôi. Hồng Mỹ Chi nè.
Đạp Gia Trang 250 Nguyễn Thanh Tuyền. Vậy sản phẩm tôi đây nó có một tay. Hồng Mỹ Chi như tiền nè. Hồng Mỹ Chi 280 ngàn Hồng Mỹ Chi. Dạ vậy chốt với chị Trang Diễn 350 thôi. Đây chị Trang Diễn. Lỡ mà cái nào mà chật là chị nhớ nhắn tin cho em nha. Nha chị Trang Diễn. Rồi Trang Diễn 350. Cho một con một đầm đen nữa Tý ơi. Dạ đầm đen 72kg vừa nha cô Đinh Ái Lý. Đầm đen nó để dành đi ăn cưới. Cô Đinh Ái Lý á, là con đầm đen nó kiếm một cái sợi dây chuyền, mà dây chuyền để đi tiệc á, cái chuyền mà người ta hay bán 100 mấy 200, đeo với con nó dài xuống rồi em. Con nói với cô Đinh là sang cực kỳ. Để hôm nào con có trong cái lô hàng xúc có cái dây chuyền đó, con gửi cho ta tặng con. Đầm đen của Ốc Tiêu 350 nè. Trời ơi con này đẹp lắm. Con này đẹp không lối thoát luôn nha mấy chị. Em nói thiệt con này là đẹp không lối thoát nè. Ốc Tiêu 350. Nó có một con xanh đen size bự nè mấy chị. Rồi tôi đem một con đen nó lên treo đây cho có đồ like đi. Rồi đem lên nha mấy chị một con xanh đen nè. Lên nha mấy chị một con xanh đen. Cái đỏ cô vừa nha. Cái đỏ mặc thoải mái lắm. Mặc cái đỏ này cô mặc đi tiệc là con nói chuyện đỉnh luôn. Thiệt sự khi mặc đi là người ta tưởng đầm bạc triệu không á. Chứ người ta không có nghĩ là đầm bạc trăm đâu cô Đinh. Có nghĩa là khi cô mặc con này lên á, người ta nghĩ đầm bạc triệu, người ta không nghĩ đầm bạc. Nhưng mà cô mặc vừa cô thấy tướng cô rồi. Ở đây có mút ngực nữa nè ha. Người ta không bao giờ nghĩ đầm đó nó có một size à. Hà Kiều Anh nó có nhiều size thì mình nói làm gì nè. Nó còn một con giống vậy mà màu xanh đen mà tay dài. Con nói kêu lên đi con kêu lên cẩn thận. Con này cô Đinh Ái Lý chốt 450 đi cho uổng lắm. Uổng thiệt chứ không phải uổng giỡn. Con này nè hơi bị đẹp luôn nha. Con này hơi bị đẹp từ từ kia em lên nha mấy chị. Con này là size 18 nè, 90kg dưới 90, 92kg nè. Nó giống như đầm đen nhưng mà nó lại là tay lửng. Đó. Con tay thì nó sang hơn rồi. 450 của Đinh cô Đinh Ái Lý đây nè. Đó. Nhưng mà con này size 90, 92kg trở xuống nè. Đẹp lắm. Gì? Yeah. Con này là giống như con ren đen nhưng mà nó không phải tay ngắn mà nó tay dài. Nhưng mà con này size 18 nè. Size này là size dưới 90kg. Xanh đen. Em anh chị size dưới 90, 92kg. Xanh đen này cũng 350. Chị nào chốt xanh đen chốt lên giúp giùm em xanh đen 350. Nói cái này chút con luôn nha Tuy. Cái này chút con luôn. Rồi lên hàng Việt Nam, hàng nhà xưởng nhà em ngày hôm nay về nha. Lên hàng xưởng nhà em ngày hôm nay về. Hôm nay về mã đẹp lắm mấy chị ơi. Hôm nay về mã đẹp cực kỳ nè mấy chị coi vậy nè. Mã đầm đắp chéo nè. Chị Hồng Mỹ Chi ơi, xinh lắm. Hôm nay mã nào về xinh lắm luôn Hồng Mỹ Chi ơi. Nè cái tay nè mấy chị. Hôm nay nhà em về, xưởng nhà em về ba đồng nè. Chị Hồng Mỹ Chi con này đẹp lắm luôn mấy chị nè. Tay phồng nè. Tay phồng mà tay cắt nè mấy chị ha. Ha ok chưa. Rồi thứ nhất nha. Rồi thứ hai nè mấy chị. Thứ hai nó là đầm đắp chéo nha mấy chị nha. Thứ hai nó là đầm cổ đắp chéo nè. Chị thấy đầm cổ đắp chéo không? Rồi ok. Thứ ba nó có nhúng và nó có tà nè. Ha. Thứ ba nó có nhúng và nó có tà. Con này xưởng em may lên là điểm 10 cho chất lượng mã này nha. Mã này cô Đinh có mê thì hốt nha cô Đinh nha. Rồi cho coi đưa cái bao giá lên cho coi mã này. Mã này ít quá vậy hả? Mã này 280, mã này có mấy cái à? Chế nè nè em cho gần coi cái mã. Mấy cái mã kim tuyến này mấy chị để xa không có nhìn thấy vải được ha. Em cho con coi gần vải nè. Ok chưa? Rồi cho coi cái form là cổ đắp chéo nè. Nè form đẹp không? Rồi cho mẻ này một con XL cho lon bùa thái đi 280. Cho mẻ này XL đây cho lon bùa thái. Con này đẹp quá mấy chị.
chị Hồng Mỹ Chi nha, ưng là phải hút con này em nói thiệt mà, form lên dáng đẹp lắm ha. Rồi chị nào chốt mã kim tím thì chốt lên giúp dùm em 280.000 mã kim tím. Rồi lên tiếp tục mã này, mã này có bao ở đó không vậy? Tao cho coi mã này ấy. Mã 450 cho em xem với, 450 hết rồi, để coi được còn con nào ở này. Rồi ok. Rồi lên nha mấy chị mã sọc nha. Lên nha mấy chị mã sọc. Mã sọc này là gu của em. Mã sọc này gu của em mấy chị nha. Mã sọc này gu của em. Mã sọc này đầm này 250.000, ghi đầm sọc 250.000. Đầm kim tuyến 280. Dạ thông báo với mấy chị là mã sọc này là gu của em ha. Cho nên lúc em kêu may là may mã này. Lúc em kêu may là may mã này. Đó nói vậy nè. Đó. Cho mã này thấy L đi. Mã này thấy L đầm kim tuyến với L. Với lại đầm trắng có hình đề hỏi. À, hai mẹ nó để ghế cái gì vậy con? Trời ơi, mã này sọc đẹp lắm mấy chị ơi, sọc đẹp lắm nha. Mã này dài có ống quyển nha. Ở sau có xỉ đít nè. Đó, chị nào chốt mã sọc này chốt đi. Chị nào là gu đầm dây này là chốt giùm em đi. Chị nào là gu đầm dây làm ơn chốt cái gu đầm dây giùm cho em với. Chứ không là ta nói chết ngợp, chết chết ở giữa đời, dòng đời bất tận đó. Con này là gu của em ha. Con đầm sọc này là gu của em nha mấy chị nha. Chị nào chốt đầm sọc chốt giùm em, vải đẹp lắm. Vải dùng từ điểm 10 cho chất lượng luôn á ha. Chị nào chốt mã đầm sọc chốt. Rồi, lát kia luôn. Rồi, đủ cái này đây. Rồi, lên đầm nè. Lên đầm hàng Việt Nam xuất khẩu cho mấy chị ha. Lên đầm hàng Việt Nam xuất khẩu cho mấy chị. Mình có cái gì mình chơi nấy. Rồi, đầm hoa này 250 nè. Tại vì đầm hoa này, đầm hoa hồi nãy hồi bữa em lấy được con rẻ em bán mấy chị 220. Nhưng mà trong cái này nó không có rẻ, trong cái lô này không rẻ mà mỗi mẫu nó có một cái à. Cô Đinh Ái Lý lấy đầm này nè. Cô Đinh Ái Lý lấy đầm 300 này nè. Đầm này là ngày hôm qua con, ngày hôm kia con chụp hình lên là không còn con nào hết. Đầm đen eo 95 mặc dù không có. Dạ có mà chị, có mà chị Tức La. Eo 95 là chị với em một size L nha. Rồi đây nè mấy chị. Đây mấy chị coi giúp em. Size 14 nha. Size 14. Kim tím size này dưới 77kg nè. Size này chị Quế Dương được nè. À, cô Đinh Ái Lý được nè. Cô Đinh Ái Lý được nè, 72kg. Nói chung là size 14 này. Size này là hồi bữa tối đó em về em chụp hình một phát là sáng mai là mười mấy con là hết sạch. Bây giờ bị sốt kho hai con. Chú giùm em đầm xanh kim tím size 14 dưới 77-78kg nha. Có hai con đều size 14. Ghi cho Lon Mùa Thái là 300. Ha. 14 là dưới 77kg. Đầm đen nó đẹp lắm chị Lan. Cái tay phòng nó đã đẹp rồi mà nó xẻ lên. Mà cổ đắp chéo ha. Chưa có chân váy chị. Chưa có chân váy da chị Trang Diệm. Nè em có một con beo này. Em xải cho mấy chị 200. Em xải cho mấy chị 120 nè. À, 70-80kg chắc vậy à. Không, con này size nhỏ mấy chị. Con này size 60-70kg. Con chốt giùm em áo beo. Áo beo này xả 120. Size 10. Em có đọc số ký á, mấy chị coi giùm em số ký được không? Em đưa một con đầm lên là em có nói số ký hết. Tại sao chị Chi lại đi hỏi vậy ta? Em đưa con đầm xanh lên, em kêu mấy chị ơi, con đầm này là size 14 dưới 77kg. Nói rất là rõ luôn á, thiệt. Mà mấy chị đi hỏi gì em cũng biết hỏi gì nữa. À, beo 60-70kg, 120 của chị Cherry Phương, 120. Nói rất rõ luôn á mấy chị, nói mà nói không ra hơi luôn. Con này 18Q nè. Nè con này 18Q có một con thôi. Ồ ơi chế nào 18Q mà hút được con này là trúng mánh một khúc. Vải đẹp lắm. Em ngồi đây em không biết diễn tả con này vải như thế nào à. Đây mấy chị, vải hơi bị đẹp luôn. Con này là còn cỡ dưới 95kg. Chốt giùm em đầm caro đỏ ha. Caro đỏ beo cách lấy là beo đó chị Trang Diễm không vừa. Beo đó chị 70kg nhưng mà con nó còn cỡ 60-70 nhưng mà 70kg. Phải cao cao á nhưng mà hết rồi. Chú giùm em đầm caro đỏ. Cái kim tím này nó có ở trên đó, nó có 2-3 mẫu rồi nghe cho nó biết. Mấy mẫu đó. Tay đen á. Đưa đây con rồi. Tay đen á. Chú giùm chị là đầm kim tím tay đen. Cái đó ghi đầm kim tím tay đen. Bộ
này là nguyên bộ chị, bộ này có size 60 đến 100 kg bộ beo. Bộ beo này beo tầng này chị ha, beo tầng. Bộ beo tầng. Beo này ở trong em có nhúng thun cho mấy chị nè. Đó cho nên mấy chị mặc dễ thương lắm, một tầng này, hai tầng này và ba tầng. Đó, beo này 220 có size 60 đến 100 kg. À, caro này à, dạ caro này là 280.000, caro này chị Lương lại hàng hốt để dành mặt. Em nói thiệt á, cái vải này em không có biết diễn tả cái vải gì đâu chị Hằng. Không biết diễn tả nó là vải gì. Ha, con caro này nè. Chốt cho chị Hằng này, chừng nào chị Hằng đổi ý lấy ra sau. Rồi lên tiếp nha. Bữa sau mà hàng mà lỡ mà bị lỗi chị cứ để đó. Em nhiều lúc em coi cái em ngủ quên, em quên trả lời 280. Chị nhắn lại lần nữa, Yên ơi em có thấy chị nói không là vậy đó ha. Vậy đó ha, chứ em không thể nào mà hàng lỗi em không đổi cho chị được đâu. Con này cũng size 18 của chị Hằng luôn nè. Con này cũng size 18, con mà con này ở đây có trước có sợi dây chuyền bé bé. Con này của chị Lương lại hàng luôn nè, size 18. Con này size 18 của chị Lương lại hàng luôn nè. Ở trong nó là đầm lai dông phục xuông, ở ngoài nó là kèm một con áo khoác vôn ha. Đầm này là 250.000. Đầm này 250.000. Đầm này là chút treo lên luôn nè, 250.000. Rồi lên tiếp cho mấy chị một con đầm đen xinh xinh. Mấy chị coi đầm đen xinh xinh nè. Chị nào mà đổi trả hàng á nha, mà ở tỉnh á nha, mà em biết mà không thu hàng về là đủ hóa. Và sau lết cái lồn ra bưu điện gửi hàng lên đây cho em đổi trả nha. Em đéo có thu hàng về nữa nha. Bà nào mà lỡ shipper mà không thu hàng về mà bị sót ha, mà ém luôn cái đồng đó đi nha, ém luôn cái đồ đổi trả nha. Là tao là đã cho đổi trả rồi ha. Thì đủ má lần sau đổi trả rồi xách cái lồn đi ra bưu điện gửi hàng lên đây nha. Chứ đừng có cái tình trạng mà để truy thu hàng nữa nha, là tao không cho đổi trả nữa đó. Rồi lúc đó làm gì nhau nha, đừng có giỡn mặt. Em là buôn bán cực thiệt thà mà mấy chị là phải thiệt thà với em. Cái đầm này là size 16 nè. Size 16 là dưới 80, dưới 83 kg, mà con này đẹp lắm, dưới 82. Dưới 82 hoặc 83 kg, từ 75 là đẹp không mấy chị. Trời con này đẹp lắm. Con này hàng Việt Nam xuất khẩu nè. Cho lúc đó đừng có lý do, lý châu cháu nghe. 250 đầm này, 250.000 đầm đen này mấy chị, đẹp lắm. Chị Hằng về mặt con đầm caro, thêm một cái túi đen nữa, thêm một cái túi sách đá rồi đi tiệc. Con nói con đầm caro nó đỉnh lắm. Caro em lấy nãy giờ, tự chốt nãy giờ chị, tự chốt mà chị nãy giờ bán é, tự chốt luôn. Con này 250. Con này 250, nhưng mà size này là size 75 đến 82 kg là đầm đen. Đây, hôm nay ai mua sọt là ngồi đây nha, sọt 120. Hôm nay ai mua quần sọt ngồi lại đây với em, ngồi lại. Em có được mấy bộ đồ lining của hàng Việt Nam xuất khẩu mấy chị về giặt thì cho em. Có size chị Lương lại hàng, mỗi bộ nó có 1 size à. Rồi vì vậy bà Yên mới vô nghe bà hát đó, đầm đen của chị Quế Dương kìa. Đầm đen 250 của chị Quế Dương. Đầm nó size khoảng cỡ 7 mấy ký là vừa đó, cái form nó hơi nhỏ. Quế Dương 250 nè. Con nói đẹp với chị Quế Dương. Ờ lâu lâu nó bị đứt dây lên rồi ơi. Ừ mấy má đổi trả đồ mà cũng không đưa đồ đổi trả lên. Rồi lần sau tôi cho ra bưu điện đem hàng lên đây rồi tôi mới đổi. Mấy chị ơi nói nghe nè. Má tôi cục bút. Cục mở nó giùm em cục bút bây giờ mở. Rồi trước khi lên bộ đó em lên cái này nè. Mấy cái bộ lining này nè, mỗi bộ em, mỗi mẫu em có 1 bộ à nha. Mỗi mẫu có 1 bộ à, cho nên chị nào vừa là hốt liền. Mà cái đây mà khi mà mấy chị mặc ở nhà là mấy chị lôi ra là mấy chị lấy liền. Cùi thì Ngọc Trinh hả? Ủa nói bữa giờ rồi mà. Mà 7 màu ở dưới kệ dưới á. Mày rút 5 cái quần xáy XL lên đây cho chị. Bi kéo lên coi thử quần XL ở trên á. Chị nói may cho chị chị tính nhiêu quên nè. Trăm mấy nha. Trăm mấy quên nè. Bộ này nè, chế nào 90 đến 100 kg hút liền cho em. Lining mà đẹp lắm. Em nói thiệt tại vì em chưa ủi ra mấy chị. Đẹp lắm. Trời ơi, chế nào mà 90 đến 100 kg hút nha, 180.000 mà em nói đẹp lắm. Em nói đẹp là sự thật nha, nhưng mà mỗi tội nó size bự. Nó không có size bé. Đây nè.
Trời ơi, chế nào mà 90 trăm ký hút bộ này đi. 140. 140 rồi, nhân 5 cái làm bill trừ ra 160 lấy hàng về luôn đi. Nhức đầu quá. 90 đến 100 ký nha. 90 đến 100 ký bộ này. Chế nào chốt là chốt liền. Anh Tư bỏ bịch bóng gương đi gai khi size 90 đến 100 ký luôn. Để em coi thử bộ đó còn bộ size nhiều. Nè, hai bộ 90 đến 100 ký. Hai bộ 90 đến 100 ký. Trời ơi, bộ này cái vải cầm lên trời nó đã tay lắm mấy chị. Nó đã ghê gớm là đã luôn. Bộ này size L nè. Bộ này size 70 ký nè mấy chị. Mấy chị ơi, bộ này size L nè. Lúc năm quần ra đưa năm áo là bán lẻ. Nè, bộ này size L nè. Bộ này dưới 75 ký nè. Thiệt, cái bộ này mà mấy chị chốt mà mai mốt đi kiếm nữa nó yên ơi. Bộ này ở nhà mình còn là không còn. Bộ này size 75 ký nè. Chị nào 70 đến 75, 75, 77 ký hút bộ này nè. Đã không? Trời ơi, cái vải nó đẹp lắm. Chị Tâm Trương hút cái bộ này đi cho em nè. Mặc sướng lắm chị, mặc ở nhà thích lắm. Ghi size L nè bây. Cái đó là size L hả anh? Ghi size L ở ngoài. Ghi là 68 đến 75 kg. Em nói thiệt, cái bộ linen đó mà mấy chị không chốt là uổng lắm luôn. 5 cái quần của Bùi Thị Ngọc Trinh là 1, 2, 3, 4, 5. Nắm quần Bùi Thị Ngọc Trinh nè bé bé. Rồi giải quyết rồi đó. Rồi lấy 5 áo. Lấy cái bộ là Mỹ Linh size, bộ size L cuối cùng anh Tân. 5 áo đi lên. Nè, bán phải cho 5 cái áo giá cho giá 80 ngàn nè. 180 ngàn. Em có cái đầm trắng nào. Đầm trắng này 100 ký cháu có cho chị bay là 100 ký. Nè, em có mấy con áo 70 đến 80 ký thì em bán cho mấy chị 80, phải có người mua quần. Cho nên em tắt em bán cho mấy chị nè. Rồi 80 ngàn áo, size này là size 60 đến 80 ký. Chốt giùm em áo 80 ngàn nha. Lấy bộ cho chị 180 thì Mỹ Linh lấy bộ anh Tư. Lấy bộ đó cho chị Tâm Trương. Rồi kiếm bộ cho bộ đó, 3 bộ, có 3 bộ cho chị Tâm Trương. Bộ 75 ký thích lấy rồi chị Kiều Phương. Mà cái đầm trắng đó, nó không có may dây kéo chị. Tới giờ nó đứt dây lên, nó không có thích may dây kéo. Đầm trắng đó 220 nha. Rồi áo 80 ngàn của Ido Maki Quỳnh nè. Nó tới giờ hứng nó lên, nó không thích may dây kéo. Nó không thích may dây kéo. Rồi lên tiếp bộ lining của hàng Việt Nam xuất khẩu nè. Lên tiếp bộ lining của hàng Việt Nam xuất khẩu nè. Chị Tâm lấy thêm nè, 2 nè. Hay cũng size 90 đến 100 ký nè. Hoa. Mấy chị về ủi lên đi là biết cái hàng này nó đẹp như thế nào liền nha. Mấy chị về ủi lên là biết cái hàng này nó đẹp hay là nó xấu như thế nào liền nha mấy chị nha. Đây. Hoa. Hoa này size 90 đến 100 ký. Bỏ hoa vô nè, 2 ít nè. Hoa 2 ít nè. Chị nào chốt hoa 2 ít chốt lên giúp giùm em hoa 2 ít. Hoa 2 ít 180 nè, đợi chút xíu em lên quần với áo với sọt không. Sọt hôm nay size bự nhiều lắm. Sọt hôm nay size mà từ 70kg trở lên nhiều lắm. Sọt 120. Mấy chị đợi em nha. Đừng nôn. Đang bệnh đau của họng lắm. Sáng giờ nằm chị bẹp. Chị có đá cái ngựa thôi chứ ngồi ra không biết làm gì chơi. Bộ này size L nè. Là 68 đến 75kg nè. 75-77kg nè. Bộ này size L. Bộ hoa size L ha. Chị nào chốt bộ hoa size L chốt giùm em hoa. Hoa của Na Nguyễn nè. Hoa 180 của Na Nguyễn. 380 của Na Nguyễn. Sao Na Nguyễn không lấy bộ lon cam? Trời ơi, lon cam đẹp trắng trẻo muốn chết luôn. Đẹp mà trắng trẻo muốn chết luôn nha. Hoa của Na Nguyễn nè. Hoa này size nhỏ nè. Hoa này size dưới 77kg nè. Để có được có hoa của chị Tâm Trương không? Dạ, hoa có một bộ rồi nha. Lấy hoa hả Kiều Phương? Dạ ok, chị Kiều Phương mở ra nha bây. Mở ra xếp lại đàng hoàng. Kiều Phương lấy hoa nè. Đợi em coi thử bộ nào còn size 2 thì em chốt cho chị Tâm nha. Nè, bộ hoa size L của Đỗ Thị Thu Thủy nè, để coi được có size tám mấy, để coi được có size tám mấy của Trang Trang không ạ. Hoa của Đỗ Thị Thu Thủy nè, 180, coi lộn nha. Coi lộn. Hoa của Đỗ Thị Thu Thủy 180 nè. Hoa của Đỗ Thị Thu Thủy 180 nè. Nhưng mà vừa không, sợ không vừa nè, hoa của Trang Trang nè. Hoa của Trang Trang nè. Rồi đây nè, em có một bộ xanh size L nè, 68 đến 77 ký. Bộ xanh linen.
Về cái này mà giặt á, giặt phơi lên khỏi còn giặt nha. Em nói thiệt, 18 Lightning hàng hơi bị xịn, mấy chị thấy nhầu vậy á. Nhưng mà hàng Lightning nó khi mấy chị ủi lên nó đẹp lắm. Xanh, xanh này cũng dưới 77-78 ký nè. Chị nào chốt xanh, chốt giùm em xanh. Ủa nè, sao nè, ông lấy cái bộ cam đi nè. Đưa cái bộ cam lại đi. Nè, xanh có hai bộ nè. Nè nè, sao nè, ông lấy bộ này đi nè. Trời đất ơi, lấy bộ này đi nè nè. Nha. Chốt giùm em xanh có hai bộ dưới 77-78 ký xanh. Chị nào chốt xanh chốt lên giúp giùm em xanh. Chị nào chốt xanh chốt lên giùm em xanh nha. Xanh mấy chị. Ai chốt xanh chốt lên giúp giùm em xanh. Và đen. Và đen có một bộ. Và đen có một bộ quý vị ơi. Đen có một bộ nha. Đen có một bộ size L. Đen có một bộ size L. Và đây em 82 kg. Em có một bộ size L. Đó, chị nào chốt bộ này, trời ơi, Lightning nó đã. Trời ơi, Lightning nó đã lắm mấy chị. Lightning nó đã dữ dằn. Chị nào chốt Lightning, chốt lên giúp giùm em. Đen. Đen trong lòng, đen đen ra. Phương Thảo nè. Phương Thảo đen nè. Cam 8 của chế Phương Thảo tỉnh nè. Cam 87 kg của chị Thu Đăng nè. Ai gì mới yên Thu Đăng lỡ rồi thôi. Đó hoài à. Rồi tôi đăng 108 nè. Dạ em còn hai bộ xanh nha quý vị. Nhà mấy chị ơi, cái màu xanh này là mới sạch sẽ và trắng trẻo là xanh ngọc. Ha, cho nên chị nào chốt xanh thì chốt xanh giúp giùm em nha. Còn hai bộ xanh. Cột lại hai bộ này. Rồi em lên nha mấy chị, hai con đầm nè. Em có con đầm đi tiệc lên trước nè. Con đầm này qua cô Đinh Ái Lý lấy nè. Con đầm này qua cô Đinh Ái Lý lấy nè. Đầm này qua cô Đinh ấy lấy nè. À, cam bông khách lấy rồi chị Dung Tô. Trời bữa giờ mới gặp chị Dung Tô lại nha. Bữa giờ chị Dung Tô đi đâu vậy? Nè. Cái con đầm này mà em nói mấy chị về, mấy chị mặc mấy chị chỉ có phê lòi thôi. Mấy chị sẽ không có bị sợ chật á. Nó phê lắm. Nó phê lắm mấy chị nha. Đầm này size từ 70 kg đến 85 kg là chốt giùm em. Đầm hoa 280. Đầm hoa 280.000 đầm hoa. Đầm hoa này em có hai con nè, lên cho mấy chị con đầm nè. Mấy chị coi vải nè. Đẹp không? Nha mấy chị, một con đầm ren 300 nè mấy chị. Nhìn giúp em ha. Có một con nè ha. Có một con duy nhất là nha mấy chị. Một phút nữa có địa chỉ điện thoại xã điều kiện nha. Xin không? Chị Kiều Phương, một phút nữa không có địa chỉ số điện thoại xã Biêu. Chị nào mà size 16, chị nào mà thường mặc size 16, tậu con đầm hồng này để dành đi đám cưới nha. Chị nào mà mặc size 16 á, còn cỡ dưới 85 kg nè, tậu con đầm này để đi ám cưới, nhà bệnh hết rồi đó. Đẹp không mấy chị? 75-85 kg đầm hồng 300. Tậu con này để đi đám cưới nha. Hôm nay chế nào thích sọt rinh, rinh lửng, ngồi lại đây. Giá rẻ đó. Chốt giùm em đầm hoa. Ha, chốt giùm em đầm hoa. Rồi con đầm đó không ai mua đưa lên em nha. Để bây đưa nước xuống mình. Rồi lên tiếp đầm mặt nhà cho mấy chị nè. Dạ đầm này chỉ có 108 thôi nha. Đầm này chỉ có 108 thôi. Cho nên chế nào chốt thì tranh thủ chốt giúp em nha. Đầm này chỉ 108 thôi mà nó là thun. Nó là thun 4 chiều nha. Nó là thun giống như là thun thun bộ vậy á. Thun co giãn 4 chiều vậy á. Chứ nói mà đầm này để mặc đi tiệc xuất sắc là này kia là không có nha mấy chị. Phải uống nước ông này nữa đi. Uống cà lần nào cũng bị hôi á. Không hôi cà túi. Tao để tôi uống cà đá đi. Ai uống gì uống đi. Đầm này size 90-100 kg. Đầm này chị Tâm mặc được nè chị Tâm. Đó ở đây nó có nhíu lại nè. Đó ở đây nó có nhíu mực. À, nó có nhíu bụng nè. Đầm này 108 chị để mặc nhà thôi. Mặc nhà mặc đi tới đi lui. Nhưng mà thun nó là cô Tâm.
thun đó là thun co giãn 4 chiều và con này rất là mát. Mà đầm này thì size 90 đến 100 kg nha. Chị nào chốt đầm hoa chốt giùm em, mấy chị thấy nó nhíu ngực không? Nó nhíu bụng không? Nó nhíu bụng từ trên xuống dưới vậy nè. Rồi chốt giùm em đầm hoa beo. Đầm hoa beo này 180 nha. Chị nào chốt hoa beo 180 chốt lên giúp giùm em hoa beo 180. Em có hai bộ đồ thể thao nè. Em có được hai bộ 250 ngàn bộ. Chế nào chốt được thì may mắn thôi. Nhưng mà bộ đồ thể thao này là đồ thể thao đi chơi. Bộ này ốc tiêu được nè, ốc tiêu. Bộ này ốc tiêu được nè, 250 nè. Ốc tiêu ơi, 250 nè, ốc tiêu. Chân váy nha, chân váy có xẻ đùi nha. Chân váy có xẻ đùi. Chị nào chốt chân váy có xẻ đùi chốt lên giúp giùm em. Đây, dễ thương không? Bộ đó mấy chị, bộ này mang với giày thể thao là hơi bị đỉnh nha. Bộ này mang với giày thể thao là hơi bị đỉnh. Chị nào chốt bộ này thì chốt lên giúp giùm em nha mấy chị nha. Bộ này mang với giày thể thao là ok luôn. Lấy một con đầm đó cho chị Tâm Trương 180. Tâm Trương 180. Con nào cũng được, hai con một size ha. Chốt giúp giùm em. Chốt giúp giùm em đầm nha mấy chị nha. Chốt giúp giùm em chân váy. Ủa chị Tâm. Có chị Trần Tuyền vừa ủa chị Tâm vậy, chị Hai mất vào có ảnh hưởng gì tới đám của bé về không chị? Bộ này đẹp lắm chị Trần Tuyền. Bộ này mang giày thể thao đỉnh lắm chị Tuyền. Bộ này mang giày thể thao lên là bao đỉnh cho chị luôn á. Mang giày thể thao lên bao xịn xịn luôn. Trần Tuyền 250 còn đúng. Có hai bộ à. Trong cái lô đồ nó về nó có hai bộ à mấy chị ha. À trong cái hai cái lô đồ này nó về nó có hai bộ thôi. Quế Dương đó là hết rồi đó. Quế Dương bộ, Trần Tuyền bộ, hai chị gần gần số ký với nhau. Hai chị gần gần số ký với nhau. Chị nào mà ôm đầm dây thì lấy cái con đầm body nha. Lấy con đầm body sọc hồi nãy ha. Đó, chị nào ôm đầm dây thì lấy đầm body sọc hồi nãy. Rồi đầm này 220 đầm sơ mi tối hôm qua nè. Chế nào mà tối hôm qua chưa chốt kịp đầm sơ mi. Chế nào hôm qua chưa chốt kịp đầm sơ mi thì hôm nay chốt nha. Sơ mi Lightning đã không? 220 ngàn. 220 ngàn. Dạ vừa em mới lấy á chị. 220 ngàn em có màu đen là đầm này để chút kêu hết lên. 220 ngàn đầm màu đen là Lightning. Lightning đen. Đo thử cái dòng đầm này là ý yên dừa nè mấy chị, để đo thử cái dòng bụng nha. Đầm này vải không có co giãn. Đầm này nếu mà chị nào mà bị ngang bị ngực trăm á thì lại phải lấy đầm này giờ vú 101 ha. À, tại vì cái Lightning này nó không có co giãn, mà khi mấy chị mặc những con đầm sơ mi này mấy chị buộc lòng phải trừ hao ra nha mấy chị nha. Rồi đầm đen kèm số ký đi. Đầm đen này size dưới là 70 đến 90 kg mặc thoải mái nha. Rồi hôm nay nó có cho mấy chị cái màu này, hôm qua mấy chị chưa có nè, màu cam đất. Màu cam đất nè, hôm qua chị nào chưa có đầm đen màu cam đất thì hôm nay quốc nè. Đó, cam đất size L là size nhỏ nhất nha. Cam đất nè. Dạ. Đó thì em sờ vậy. Cầm cam đất nè. Chị nào chốt cam đất chốt giùm em cam đất này 70 đến 90 kg bao đẹp cho mấy chị nha, cam đất nè. Chị nào 100 kg à, chị Tâm 100 kg lấy đầm này nè. Chị nào mà khoảng cỡ từ 85. Chị nào mà khoảng cỡ từ 90 đến 100 kg lấy màu này nè. Màu này chị Tâm nè, chị Dung Tô nè. À, chị Lương Hằng nè. Chị chéo thường đeo nè hả, tầm vàng nè mấy chị. Trời ơi con này mấy chị mặc lên thích lắm. Túi hai bên nè, nó là hàng Việt Nam xuất khẩu mà ha. Dạ tối nay gửi đồ cho chị Hương nè, sợ chị Hương ra đi. Chị Hương có đặt hai bộ đồ, sợ tiếp trên lời cho chị Hương. Rồi đây là đầm vàng, nhưng mà đầm vàng nè mấy chị, màu rêu size 70 đến 90 kg nè. Chị nào chốt rêu chốt lên với giùm em, rêu nó có size lớn nha. Rêu nó có size lớn cho nên mấy chị cứ bình tĩnh mà rung đi. Ủa luôn hả? Ở chỗ kia không? Nó cũng còn mười mấy con nè. À, có quần thể thao nữ hả chị? Cái đầm này có nhiều size lắm nha, nhiều lắm. Cho nên mấy chị là cứ thoải mái mua đầm này đi ha. Em có đầm đen size lớn 100 kg nè. Chị Dung Cô có muốn lấy thêm không? Em có là này không phải này quần à. Lỗi này quần rồi mấy chị. Thầy quần nha. Nào đầm mới quăng ra. Dép đen của em bị trọc chân cao quá hay sao rồi chị?
cao quá hay sao hả chị? Nè đầm đen nè, chế nào chốt đen này mấy chị mặc cái da giày thể thao, mấy chị mặc đi đâu đi chơi đi bời rồi nó dễ chịu lắm ha, đi chơi đi bời rồi dễ chịu lắm. Cho em lên quần cho mấy chị nha, cắt bao đồ này ra trước rồi chị. Rồi lên hôm nay 3 mẫu áo cho mấy chị nè. Đưa lên phát xỉu ngang. Đưa lên một phát xỉu ngang luôn. Trắng size L.
Rồi một trắng một xanh của chị Trang Diễm 260 nè. 260. Tím size L của Helen Thảo. Tím size L của Helen Thảo. Con này đẹp lắm mấy chị. Về mặt thử đi, 140 của Helen Thảo. 140 của Helen Thảo. Áo 3 màu kích rộng. XL của chị Thúy Nguyễn Thị ba con. Ba con XL của Thúy Nguyễn Thị nha. Tím một con cái XL nữa. Rồi ba con của Thúy Nguyễn Thị 350. 350 của Thúy Nguyễn Thị. Dạ trắng xanh ok chị, 76 kg. Chị lấy XL, chị muốn ưng thì em đổi size L. Chị size L là bề ngang vừa đúng 101 á. Chị thích ưng thì em đổi size L cho chị nha. Xanh với tím của chị Thảo Hồ XL. Xanh với tím XL của chị Thảo Hồ. Hai cái 260 của chị Thảo Hồ nè. Hai cái 260 của chị Thảo Hồ. Dạ chị Hồng Ánh với tím XL. Tím XL còn không? Tím XL còn không chị? Sợ hết rồi đó chị. Rồi tím XL của Hồng Ánh. Hồi nãy là giá nhiêu ta? 260. Hồi nãy chị Hồng Ánh lấy một con rồi hả? Đúng rồi. À, nãy là 140 hả? Chị con này ghi cho chị Hồng Ánh 120 đây. Dễ thương chưa? Trinh Võ một con size L màu trắng. À, chị Trinh Võ này XL. Chị Trinh Võ lấy một con hả? Con này đẹp lắm. Em nói thiệt, về mặt form nữa ngày mai kiếm không có đâu. Trinh Võ 140 nè. Lấy 3 cái. Lấy em 3 cái Ngọc Dầu Nguyễn Thị. Lấy 3 cái XL. 3 cái XL của Ngọc Dầu Nguyễn Thị. Kiếm con trắng XL nữa. Rồi 3 con 350 của Ngọc Dầu Nguyễn Thị. Rồi trắng hết nè. Đó rồi đó. Chị Ngọc Dầu Nguyễn Thị còn có 2 con rồi nha. Hai con 260, con 260 của Ngọc Dầu Nguyễn Thị. Tối đi bill của Thảo Hồ, tối đi bill của Thúy Nguyễn Thị. Dạ. Không, lần đầu tiên mà em thấy cái con mã áo nó đẹp. Hôm qua em có con caro đỏ cũng đẹp. Con này xinh quá trời, mấy chị coi trước nó làm nhíu nhíu. Con này xinh lắm. Trời ơi, con này mấy chị mặc cái quần tây, đặc biệt mặc cái quần tây nha. Không có còn gì keo sang, mẫn sang cậu nha. Sao gì vậy tiên? Trắng còn XL. Trắng hơn XL. Rồi, rồi. Này đẹp thôi mấy chị ha. Này đẹp. Rồi lên tiếp mã nha. Đây lên mã quần này nè Tim. Rồi lên mã quần 120 cho mấy chị. Mã quần này bữa giờ chị xin đi trương chốt là hơi bị nhiều rồi đó ha. Mã quần này có size từ đo nha, đo eo ha. Rồi đo eo size 13 trước. Quần này có 120 ngàn kaki mà co giãn hai chiều đẹp lắm nè. Túi nè, nắp ở sau nè. Túi ở sau có nắp nè. Nắp ở sau có túi nè. Dạ túi ở sau có nắp nha. Dạ hết rồi, hết size nha. Size kia chị Dầu không vừa. Size kia chị Dầu không vừa dạ. Size 13 là eo đã 98-100 rồi. Size 13 eo 98-100. Size 13 eo 98-100. Đổ hết rồi kìa, đổ nước rồi. Size 13 eo 97-98-100. Size 13. Size 13 eo 97-98-100. Size 13 eo 84. Con này không có chị ơi. Con này size 13. 13 của Trần Tuyền 120 nè. Xanh đen. Trần Tuyền 120. Có 11 nữa đó Ti. 13 là chị Thiên Nguyễn đợi nha. Eo 84 con này không có. Size 13 của Trần Tuyền có 120 mà mặc rất là sướng. Mặt đứng lên ngồi xuống em nói mấy chị phê lòi luôn. Mặt đứng lên ngồi xuống con này mấy chị phê lòi là có thiệt nha. Chị nào chốt size 13 chốt lên giùm em size 13. Size 15 eo nhiêu? Size 15. Size 15 eo 105. Size 15 eo 105. Size 15 eo 105. Size 17 là của chị Thê Nguyễn nè. Chị Thê Nguyễn 95 ký eo. Nè chị Thê Nguyễn nè. Chị Thê Nguyễn quần xanh 120 nè. Size 14. Ủa sao đây có size 14 nè. 11 là eo 94-95. 11 là eo 94-95 nha 11. Cho nên chế nào chốt 11 chốt lên giúp giùm em 11.
11 là eo còn có 93, 94, 95. 11 là eo 93, 94, 95. Đúng rồi mấy chị. 11, 93, 94, 95, 96, eo 10, size 11. Chị nào chốt size 11, mã xanh đen chốt dùm em rồi qua mã nha. Rồi lên tiếp mã xám, mã lông chuột nè. Lên tiếp cho mấy chị mã lông chuột. Rồi mã lông chuột size 13, giống vậy luôn. Mã lông chuột chị Trần Tuyền ơi. Mã lông chuột nha, ai chốt lông chuột chốt lên giùm em lông chuột. Ai chốt lông chuột chốt lên giúp giùm em lông chuột. Ai chốt lông chuột chốt lên giúp giùm em lông chuột nha. Này sao vậy? Lông chuột, lông chuột. Ai chốt lông chuột chốt lên giúp giùm em lông chuột. Quần này là em lấy về em để dành bán chứ qua tour rồi kiếm đâu có hàng đâu mấy chị. Qua tour mấy chị kiếm hàng này không có hàng nha. Tối nay like được nhiêu like, đi được nhiêu đi nha mấy chị. Ủa bị đứng máy hay là sao là sao? Thôi chú nhúng có gì là thôi đứng gì vậy? Trả tiền thì chị Phương nè. Hồi nãy bộ hoa size nhỏ, hồi nãy bộ hoa size nhỏ dưới 77kg có ai chốt không? Chị ơi, hai cái đầm của em nhà Mai có chưa dặn đi đám cưới chị thử. Tại vì chị biết sao không? Chị nói em không có hiểu, cho nên em đâu có biết chốt cái gì cho chị Ngọc Dòng, Nguyễn Thị Hàng chị là đi rồi đó. Mà không biết kịp hay không, mà không biết trong bill đó có hay không chị. Tại vì chị comment nhiều lúc em đọc em không hiểu luôn. Chị Dầu thiệt sự rất là muốn bán cho chị luôn á. Mà nhiều lúc chị comment em không có hiểu. Cái này quần này size 95, eo 95 là nhỏ nhất rồi chứ nha. Rồi lông chuột. Quần này bỏ trên cầu thang nè. Cầu thang kìa, gỗ này chứ. Bữa bữa bỏ đâu ta. Lấy cái bao bỏ vô. Không có eo 92. Không có eo 92 chị. Có đầm eo 92 không? À, đầm eo 92 nhiều lắm chị. Ngồi chơi với em đầm. Chị vào trang bay của em, chị coi đi. Tất cả những mẫu đầm nhà em đều có size. Đều có size eo từ 80 mấy lên trở lên nha chị. Có con này eo còn cỡ 93, 94 nè. Có con cà phê nè. Đó, màu cà phê. Ai chốt màu cà phê chốt giùm em màu cà phê nha. Dạ, thông báo hôm nay được một con trắng nè. Thông báo hôm nay có được một con trắng 120 đẹp không mấy chị? Trời, má ơi, con trắng 120 đẹp quá à. Con trắng 120 đẹp quá à. Chị nào eo 100 hút con trắng 120 đi. Trời ơi, chế nào mà eo 100 chốt con trắng 120 túng bánh một khúc luôn. Em nói thiệt, chế nào mà một eo 100 á chốt cái con màu trắng này đẹp lắm luôn. Ừ, có con trắng eo nè, có hai con trắng nè. À, chị cờ sau lưng rộng. Chị con sao cờ sau lưng con này rộng nha. Con này rộng, eo 90 mặc tục vú á chị. Eo 90 mặc tục vú để chút chọn mẫu khác nha. Con này eo 100 là trời má ơi, hai con trắng eo 100 đẹp quá trời luôn. Con trắng này là con trắng hàng hiếm, hiếm có lắm. Nè, bữa nay dớt vô con đen nè. Con đen này chị Thiên Nguyễn lấy được nè. Chị mặc thuộc vú cho chơi. Chị Thiên Nguyễn lấy con đen này nè, sai chị nè. Một là chị Tâm Trương, hai là chị Thiên Nguyễn. Một là chị Tâm Trương, hai là chị Thiên Nguyễn. Lâu lâu nó mới có con hàng giá rẻ mà đẹp vậy. Chị tính ra đề giá rẻ cho bộ chị Rưng 120 ngàn, con này quá rẻ luôn à. Chốt giùm là quần jean Việt Nam xuất khẩu 120. Quay cầu thang nha. Có một con size 17 nè. Một là chị Thê Nguyễn, hai là chị Tâm Trương, ba là chị cái gì Phương Phượng gì đó. Đó là những cái chị mà màu cà phê có size. Em lấy em con có size màu cà phê nè. Trà My, ủa nãy giờ sao comment không thấy ta. Rồi cà phê của Trà My nè. Trà My 120, màu cà phê đẹp lắm. Mà tự nhiên bữa nay lọt đâu vô hai mẹ trắng đó chứ. Quần đen 120 của Trinh Võ. Đen 17 này, đen này của Thảo Hồ nè. Chứ Trinh Võ mặt con này cũng bị rụng. Chỉ có hai con trắng này là Trinh Võ được nè. Chị Trinh Võ lấy màu lông chuột đi. Chị Trinh Võ lấy màu xanh đen, lông chuột hay cà phê đều có size chị mà. Hai con này tư bỏ giùm em vô, tịch bóng gương luôn. Ngày hôm nay em về quần legging nha mấy chị nè. Nhưng mà em nói thiệt, quần này 120 ngàn một con. Chị nào chốt 3 con thì em tính cho mấy chị với giá là 300 ngàn. Nhưng mà quần này em bán đây là năm thứ năm mà bây giờ em mới thấy cái lọt quần này về ha. Mấy
chị mua một quần 120, hai quần 120, 240 là 220, mà ba quần thì 300. Ừ vậy đi. Quần này đẹp chị. Quần này đẹp là sự thật nha. Bởi vì em hốt hết kho để đưa hết quần leggings vô đây đi. Bởi vì em hốt hết kho là vậy á mấy chị. Quần trắng này nó size, quần trắng này nó size eo 100, đó là size phải như em mà chị, 80 kg. Chị bị rộng á. Đúng rồi, Trà My là eo bằng chị. Đưa quần eo 100 luôn á, gớm không? Đưa quần eo 100 luôn nè. À, đâu rồi chị? Chưa đưa cái quần legging với mày đưa cho chị vậy. Rồi đưa hết cái legging này vô. Tối hôm nay có được mấy con quần tây á. À, trắng eo 105, mặc vừa thì vừa đó, mà nó ủ cái mu lên nha. Mấy chị coi con legging nè, trời ơi legging điên, ở lộn legging đen, legging nào mà legging điên, legging này tới ngay đầu gối nè. Mấy chị là phải chốt phải 2-3 con trở lên, nó mới hẻ lòng hẻ dạ. Chốt legging kèm số ký cho em phải quá đỉnh luôn, 120.000 một con, 2 con 220 và 3 con thì 300. Đó vậy đó, y vậy nha. Chốt một chị 3 con cho em, tại vì sao vải đỉnh lắm mấy chị, vải đỉnh không có nói nên lời đâu nè, XL nè. Trời ơi vải cái con lấy jean 7 tấc thì lên nó đã lắm mấy chị, nó đã không có đường thoát luôn nha, nó đã không có lối thoát luôn nha mấy chị, vừa đã vừa đê mê vừa sướng, đã đê mê sướng. Chị nào 100 kg có size luôn, chị nào 100 kg có size quần này luôn. Chốt giùm em legging kèm số ký 120.000 con. 3 con, trời ơi con này mấy chị, em bán đây là năm thứ năm rồi á, em mới gặp cái lô legging đen. Mấy chị thấy quá bình thường đúng không? Nhưng mà để mấy chị kiếm những cái con hàng Việt Nam xuất khẩu như thế này mấy chị kiếm không có. À, quần legging mà tới ngay đầu gối, quần này mấy chị mặc áo thun rộng nè, mặc với cái gì form dài mấy chị mặc với cái gì cũng thích hết. À, em nói rồi có size từ 60 đến 100 kg, chị Hiền Ngọc chỉ còn chốt bao nhiêu quần. Quần kèm số ký, số quần kèm số ký, số quần kèm số ký là em lấy hàng ha. Ba quần của chị Thảo Hồ nè, size XL. Kiếm quần XL tôi à. Quần này L nè. Ba quần của chị Thảo Hồ XL. L nè. Con 120. Ba con 300. Ba con 300 của chị Thảo Hồ. Mặc thay quần váy được nếu em thích form hơi dài, tại form này nó tới gần đầu gối. Hai con rồi nè. Em con lớn thêm. Nó có một cái cục riêng đó. L nè. Này 2X nè, để trước mặt này cho biết. 2X là size của chị Tâm rồi đó. L nè. 2X là để trước kia. Trời con này mặc sướng lắm mấy chị. Em nói thiệt mà. Rồi ba con XL của Thảo Hồ nè. Rồi em đi ngủ đây. Có đầm 80 kg chị Huyền Huỳnh. Một con 120, hai con 220, ba con 300, một quần XL của Trần Tuyền. Một quần XL của Trần Tuyền. Một quần XL, đây là XL. Trần Tuyền 120. Một quần hay của chị Thê Nguyễn này hay. Một quần này đã không chị Thê, trời ơi quần đã lắm luôn. Một quần của chị Thê Nguyễn 120. Lấy ba quần của chị Lâm Hằng Homestay. Lấy ba quần ở trước này tôi xem nào. Hay. Rồi ba quần của chị Lâm Hằng 300 nè. Chị Nguyên Phạm 2 con nè. Quần này á, em nói chị nó xem xém, còn như cái quần tâm mì bữa chị mua 180 đó. 2 con 220 của chị Nguyên Phạm nè. Ít L em một ít. Cái bên đó là L. Để mai em lên coi, em coi thử còn mã này không, em bút mẹ hết đi. Cái hàng này lâu lâu mới có bán. Ít L trước anh lên. Có thiệt mà quần này để mai lên coi em bút mẹ hết đi. Bút mẹ về để dành bán. Chứ đâu có hoài đâu mấy chị. Hôm nay lên áo cũng đẹp quá trời luôn chị Lâm Hằng. Nó màu mà nó không có sai chị. Nó màu xanh đột chuối nè, màu tím nè, màu xanh đột chuối, màu tím với màu trắng mà nó không có sai chị mới ép nha. Thiệt sự là không có sai chị. Rồi áo ba lỗ, áo ba lỗ nút nha. Rồi 100.000 con ba lỗ nút. Nè cho mấy chị coi ba lỗ nút gon nè. Ba lỗ nút gon.
100.000 con hàng Việt Nam xuất khẩu nha, hàng Việt Nam xuất khẩu nha mấy chị nha. Rồi phân áo ba lỗ tùy à, phân áo ba lỗ. Đầm đen tay dài là cái đầm đang mannequin đang mặc anh chị 280. Chị Cúc xin vô cái bay nhà vô cái này, con này size L. Size L này cũng cỡ dưới 72, 73, 74 kg thôi nha. Size L. Nha mấy chị nha, size L. Chị nào chốt size L thì chốt giùm em size L. Mã tím là 100.000 con. Nó có mã tím. Mã trắng có mấy con này, đưa coi trắng này. Cái này size L là dưới 74 kg nha. Trắng nó có 1 con rồi mấy chị. Dạ trắng có 1 con, đưa hết vào đây. Ờ rồi cái con tím XL nó còn cỡ dưới 82kg nha. Con tím XL là còn cỡ dưới 82kg. Nó có tím nè. Cho mình cái đằng, cho mình cái coi cái màu tím đằng sau bạn nhé. Màu tím đằng sau là áo sơ mi á chị Hiền Huỳnh. Tím đằng sau Hiền Huỳnh, cái tím đằng sau là tím áo. Áo em mới nói á mấy chị. Áo 140 nè, mã tím nè. Mã tím nè. Mã xanh đột chuối nè. Và mã trắng. Và mã trắng tại vì em không ủi lên nha mấy chị. Chứ con này lining loại đẹp cực kỳ, có co giãn. Trắng gì vậy? Tôi ép chị vậy chị bà nội. Rồi ghi tiếp với bao anh Khoa chị Hạnh đi. Không chị, nãy trả lời từ nãy rồi mà chị Thanh Nguyễn. Cái gì? Rồi, lấy cái bao ghi áo ba lỗ. Áo ba lỗ 100.000 con, lấy cái mấy cái bì 5kg á. Lấy cái bì 5kg á. Rồi con áo này bán với chị 50.000 nè. Áo này dòng vú dưới 115. Áo này bán với chị 50.000. Dòng vú áo này dưới 115 nha. 50.000. Chị nào chốt 50.000, chốt lên giúp giùm em áo 50.000. Chốt lên vô lớp giúp giùm em áo 50.000. Chị nào chốt áo 50.000 chốt lên giúp giùm em, nó nhiều màu lắm. Áo ba lỗ này có đen nữa nha mấy chị. Có sao 80kg không? Là sao chị Hiền Huỳnh ơi, có sao 80kg không là sao em không hiểu nha. À, có sao 80kg là sao là em không hiểu. Áo này áo đen này, đen nút nè. Chị nào chốt đen nút, chốt giùm em đen nút kèm số ký nha mấy chị. Hôm nay em có mấy con dùm nè, 280. Em có mấy con dùm lính. Mấy chị vào trong fanpage của em, mấy chị coi cái mã lính này người ta mặc lên đây. Mê ly luôn. Mê ly và đẹp lắm luôn, sao mỏng mới quạt lên. Đó hả? Ăn không tiêu. Ăn không tiêu hả? Ba lỗ đen XL của chị Quế Dương, tôi ơi kiếm con XL cho chị Quế Dương đi. Nè mấy chị coi con dung nè. Mấy chị coi con dung lính 280.000 nè. Trời ơi nó đẹp bà cố luôn mấy chị. Nó đẹp mà nó hay lắm nha mấy chị nha. Con dung này 2 ịt nè. Coi áo 80kg màu tím. Lấy cái áo tím này nè, áo này 100.000 của Quế Dương nè. Rồi lấy con tím XL này đi đây. Tím XL 140 này đi cho chị Hiền Huỳnh. Zoom này mấy chị cần, chị nào cần zoom lính này thì báo em kiếm số ký cho mấy chị, nó chỉ có vài con thôi. Cho nên chị nào ưng zoom lính thì báo em ha. Zoom lính này ở trên bên bay em có hình người mẫu mặt. Cho nên cái này là chút nữa treo lên zoom lính ha. Cho nên chị nào mà chốt zoom lính thì chốt lên giúp giùm em. Rồi áo tím 140 của chị Hiền Huỳnh nè. Màu xanh đột chuối bao đẹp luôn nha. Thông báo xanh đột chuối bao đẹp. Rồi lên nha mấy chị cái mã quần. Cái mã quần mà mấy chị nên chốt nè. Đừng cho địa chỉ số điện thoại trên này mấy chị. Cái mã quần này em về bao nhiêu nó cũng hết hết trơn hết nha. Em về bao nhiêu cũng hết là mã quần này. Tại vì em không hiểu nó may bằng cái vải mà đồ bơi á. Cho nên cái quần này nó đẹp lắm. Nè mấy chị. Ở dưới chân nè. Nhưng mà cái quần này size từ 70kg trở lên nha. Quần này nó có dây đút bụng, mấy chị đừng sợ chật sợ rộng ha. Nhưng mà cái confirm quần này đẹp lắm. Mấy chế ơi 70-90kg mà con này nó đẹp đỉnh lắm. 70 thôi đừng mặc đây, 75kg trở lên này. Con này nó đẹp đỉnh lắm mấy chị. Nó đẹp mà nó rất là đỉnh. Con này chị nào 95kg có, chị nào 95-100kg có size nha.
chị nào 100kg thì quần này em cũng có size nè. Rồi con này đỉnh lắm, con này là 150.000 nè mấy chị. Đá này 160. Chốt giùm em mã quần xanh. Mã quần xanh. Chị nào chốt quần xanh chốt giùm em. Rồi lên nha mấy chị một cái mã lining nè. Mã lining màu bò rút dây. Lining màu bò rút dây con này size 70-85kg. Trời ơi con này đẹp lắm chị Thúy Nguyễn Thị. Con này đẹp cực kỳ luôn. Chốt giùm em quần bò rút dây. Quần bò rút dây kèm số ký giúp em nha. Có size, có ký, có size hết nha mấy chị. Quần bò rút dây. Chị nào chốt quần bò rút dây chốt lên giúp giùm em quần bò rút dây. Quần bò rút dây nha. Rồi coi vải lining nè mấy chị. Đẹp không? Xuất sắc không? Rồi hơi vệ sinh luôn nha mấy chị. Hơi vệ sinh với mã này luôn á. Mấy chị thấy không đẹp nhưng mà phơm lên màu lên đẹp lắm. Phơm lên rất là đẹp, màu lên rất là đẹp ha mấy chị ha đây. Mã này là mã loan kem. Chị nào chốt mã loan kem chốt lên giúp giùm em mã loan kem. Mã loan kem. Mã này bỏ cho anh Khoa chị Hạnh luôn nè. Hàng cứ không đặt mà cứ bỏ vô, phải chịu ghê. Chị nào chốt mã loan kem. Mã này là mã rin nè. Mã rin nhưng mà mã này là chị Thu Nguyễn vừa nè. Mấy mã lining này là 180.000 hết nha mấy chị, chứ không phải 140-160 đâu ha. Chị hai cái áo quần dài hả, quần lỡ vậy chị. Quần này á hả chị, quần lining này là quần rút bụng, quần giống như dáng thể thao, quần rút cơ á chị ha. Bò rút dây kèm số ký đi. Chị hai cái áo. Chị lấy hai cái áo là hai cái áo nào chị? Cái bao quần legging đâu anh Tư? Quần legging nè. Bỏ vô BT ghi là quần lít. Cái này ghi cho áo sơ mi. Sơ mi tay lỗ. Sơ mi tay lỗ là sao? Tay ngắn. Ngắn thiệt. Ghi cái áo ba lỗ xong kia chưa? Nhiều. Rồi áo này sơ mi đem xuống dưới luôn. Rồi ti ghi quần lít jean đen nè. Lít jean đen 120.000 con. Từ đưa cái lít jean đen đây cho nó thành một bao nè. Đó là lít jean đen hả? Bò rút dây nhiêu ký chị chồng mình. Mấy chị ơi mã rin nè mấy chị. Mã rin nè. Mã rin size lớn là chị Trần Quỳnh. Chị Trần Quỳnh ơi con này có 1-2 con à. 90-95kg là chị Trần Quỳnh. Đã không? Nó có 1-2 con rồi nha chị. Nè đây là mã Trần Quỳnh 95kg không? Đây em coi bò rút dây à. Bò rút dây lining 180 nha chị. Nè đi rồi coi cái vải rồi khoái. Có size lớn hơn không ta? Size L bò rút dây. Lining 180. L. Thử L. Có size nhỏ à. Size nhỏ chị còn có đâu. Nè 180 trời ơi màu đẹp lắm chị. Quần này mà chỉ cần mặc với một con áo phun ba lỗ đen mấy bữa em bán 50, 70, 80, 100 là mê lắm. Dạ nó có nhiều mẫu đẹp lắm chị. Nó có nhiều. Trần Quỳnh á. Mã rin có một con này chị Quỳnh có lấy mã rin thì lấy ha. Mã rin nó có một con rồi nha. Mã đen nó cũng có nè chị. Mã đen cũng có. Nhưng mà cái size L này á. Cái size L này nó cũng phải cỡ 75 trở lên. Mà chị cờ so rưng mà là hút vô cái trời má ơi về mặt tụt vú luôn nha. Về mặt tụt vú là có thiệt ha. Rồi ghi là quần quần rút dây. Quần rút dây 180. Đây nè. Nguyễn Khua đưa quần rút dây á. Lấy kinh rụng lại con nè. Nó toàn tay lớn không mà chị uổng ghê luôn á. Lấy cái của chị Trần Quỳnh dưới này luôn nè. Đây nè. Nè có rồi nè. Trần Quỳnh nè. Lâu lâu nó mới có cái lô lining rút dây vậy thôi mấy chị, nó không có thường. Bữa nay like được nhiêu like nha mấy chị. Rồi lên đồ cho mấy chị ha. Rồi lên quần tây cho mấy chị. Lên quần tây cho mấy chị. Mỗi mẫu nó có vài con rồi nha mấy chị. 200.000 là mấy chị coi quần tây nhà em đã. Rồi mấy chị mà cầm vô coi quần tây nhà em là mấy chị xỉu xỉu luôn á. Xỉu thiệt nha, chứ không phải xỉu giỡn đâu. Rồi lên mấy chị lô quần tây nè. Rồi quần này eo 100-102. Chị Thúy Nguyễn Thị nè. Đó. Ha. Chị Thúy Nguyễn Thị nè ha. Đó quần này eo 100-102 nè. Quần tây 200.000 con.
200.000 con quần tây nhà dưới hình như có bao bị đồng, có bao quần Việt Nam xuất khẩu không chị? Rồi chị nào chốt quần tây eo 100-102 chốt giùm em. Quần này mà lấy jean giả tay nè. Quần này kêu tự nhiên quần quần tây tay thun quá, tay lưng thun quá mấy chị. Quần này quần tây lưng thun có gân nè mấy chị lưu ý giúp em nha. Đó đã không? Trời ơi lâu lâu mới kiếm được những cái hàng này luôn á. Hàng này mấy chị kiếm khó lắm. Hàng này kiếm không, quần này eo 101 nè. Là quần này chị The Nguyễn rồi vừa nè, eo 101 là tương đương 90-100kg nè. Ha, 90-100kg quần này Bích Thủy mặc là ok nè. Ok con gà đen nè. Quần này Bích Thủy mặc lên là ok, bao phê lòi luôn. Trời ơi, má, mấy mẫu đẹp quá trời luôn nè mấy chị. Mà size lớn nè, mấy mẫu đẹp không? Ôi, mấy mẫu quần đã quá trời luôn. Mấy mẫu này mấy chị mặc lên, ngồi xuống, đứng lên, đi tới, đi lui, đi xuôi, đi ngược, không bao giờ rách chim. Thiệt mà, không bao giờ rách chim nha mấy chị. Mấy mẫu này là không bao giờ rách chim. Không hề rách chim luôn. Không bao giờ. Ngủ hết chưa? Ngủ đây. Này có con sai lờ. Đó, cái nốt tôi không có để ra nó, một cái nốt nữa đó. Quần này 200 nè. Nhưng mà quần này size nhỏ không hề để ra nó, cái nốt uống thuốc nó cũng dúng nữa. Dạ ok chị Tu Hô nè, trời ơi quần đó chị Tu Hô giờ cầm cái vải lên nó đã. Con này eo 90 nè, con này chị nào 70kg lấy, con này chị cờ so lấy được nè. Con này chị cờ so lấy được nè. Quần này của chị Tu Hô nè, 200 nè. Quần này eo 90 nè, 90, 92, 93 nè. Có một con size bé à. Ở đâu lọt vô mẹ size bé chứ đâu biết đâu. Ở đâu lọt vô, trời ơi quần này chị Tu Hô về mặc cái quần là thế nào chị cũng hỏi Yên ơi. Quần sao đã dữ rồi, nhưng mà là câu hỏi cái em cũng nhớ hàng. Trời ơi quần này đã lắm mấy chị, nói thật sự luôn á. Quần này mà về mặc một phát là mê tơi luôn. Nè lên mã quần tây size nhỏ nè. Lọt lọt được 1-2 con size nhỏ báo cho mấy chị nè. Đó size nhỏ đẹp không? Mấy chị coi form quần đi. Đã không? À, mấy con này mà chị nào mà còn cỡ dưới 72kg là hút mấy con này là đỉnh lắm. Còn to rồi rưng gì đó. Nè con này eo 88-92 nè đẹp không? Eo 88-92 nè. 88-92 mấy quần này nha. Chế nào chốt thì chốt lên giúp giùm em. Eo nhiêu đó tới nhiêu đó. 88-92. Hồi nói chuyện với em lên cho em đỡ cô đơn được không mấy chị? Hôm nay sao em cô đơn quá. Cho anh hôn lên cánh phát. À, quần này eo 80 à, quần này eo 80kg, 82kg nè. Tí ơi eo 100. Đó, em có 3 con quần này em treo riêng nha. Con này eo 100 nè. Thì ơi, cái mẫu này xuống bỏ với cái bao quần tây hàng Việt Nam xuất khẩu nhà dưới luôn đi. Một bao đen á. Tuy hút mấy con thể thao thì mẫu qua những cái bao quần khác này nha. Để cái quần này chia quần này thôi. Quần tây nè, eo 100 nè. Hai con này eo 9 mấy nè. Anh Tư lấy cái móc mà có cái kẹp hai bên, anh Tư chia giùm em bán quần này lên. Thêm con này nữa, 4 con cho nó đủ. Nó đủ bộ đôi. Nếu mà ba cái em đưa riêng đó nha. Hôm nay sao em cô đơn quá. Cho anh hung lên cái má. À, cho thêm cái quần em 100 anh nữa. Đưa bán quần em mới đưa anh nè. Về tới đầu làng con chim sáng nhỏ chim 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 chim. Uống chưa? Uống chưa? Uống đi, hồi đi cái bụng happy thử là hết bệnh. Em 100 nè. À, 200.000 lựa cho chị một cái cho chị Tu Hô á. Ừ lựa mai gửi hàng có không chị Linh, mai gửi hàng trừ chị Linh ra nha. Trời ơi cái quần này chị Linh phải chốt 2 con bởi đẹp lắm. Rồi Nguyễn Khánh Linh nè, Nguyễn Khánh Linh nè, sao mà eo chị nó bé dữ vậy chị? Chị Trang Nhơn, tại sao eo chị nhỏ như vậy? Đây Trang Nhơn eo 85-88 được không chị? 85-86-88 được không? 86-88 là teo kéo độ co giãn đó. Nè của chị Trang Nhơn nè. Đó. Vậy anh Tư treo giùm em 1-2 con luôn nè. Treo bên này nè.
Vậy tao gửi cho anh đưa. Có sao nhỏ sửa chưa? 300 nè. Em nghe gì không ơi. Tắt nguồn đó rồi con. Rồi anh Tư đẩy bộ này lại. Nè em còn bộ xanh ngọc nè. Còn bộ xanh ngọc nè, size 70 đến 77-78 kg nè. Nhưng mà về ủi ra nha, vải linen á. Mà hàng này hàng Việt Nam xuất khẩu. Hàng này hàng Việt Nam xuất khẩu cho nên khi mấy chị mặc bộ này lên đẹp lắm. Nói thiệt lòng, về ủi ra đi rồi biết ý Yên có nói đúng không nha. Có để rồi chị Trang. 180.000 bộ này. Chị nào chốt bộ này chốt lên giúp giùm em 180.000. À, ai chốt 180 chốt lên giúp giùm em. Qua khi hôm qua nó về nó năn nỉ tôi gì ơi ăn trứng cho con ăn cục chì. Giờ nãy tôi ăn cục chì ba cái cục chì, tôi ăn trứng thả có ba cục chì không, tôi sợ nó dính cái màu đỏ. Tôi liếm que tôi liếm lại cho nó. Trời ơi. Thì nó thích ăn cục chì của cái trứng lộn với trứng xả chị. Cái em thấy em ăn ba trứng xả xong em sợ dính cái đỏ đỏ vô cục chì em liếm tới liếm lui. Hèn chứ giờ ăn nó bị ứ bụng đúng rồi. Dính từng gỗ nè. Đó. Mẹ con anh Ti nó làm ngọn gàng không? Mai hỏi đồ nó đéo nhớ ở đâu luôn. Nhớ em nè, coi nè nha. Tao bữa nay tao giao chậm chắc quốc kho đó. Đó, coi nè nè nha. Xanh 180 kìa. Đợi im đây, ngày mai nó cũng quên nè. Xanh 180 hàng này về nè, Trang. Trang ủi ra bộ đồ Trang mặc. Trời ơi, cái vải nó đã nha, cái form nó đẹp nha. Tại hàng Việt Nam xuất khẩu nó lâu lâu nó mới có bộ lận. Rồi hôm nay em lên quần nha mấy chị. Dạ, thông báo với mấy chị là quần em sẽ bán mấy chị giá 100. Một đó là không, 100 là chưa nói xong nha. Giá bán cho mấy chị là 160.000. Giá quá mềm luôn. Quần này ít nhất phải bán 200 nha. Nhưng mà chị nào mà phi rắc của em á mới hút được những con này nha. Tại vì những cái con này khi mà em mặc hồi like là mấy chị hỏi rất là nhiều. Cho nên hôm nay cho về luôn. Bộ đó nó còn bộ là Phương Nguyễn Mai. Nhưng mà bộ này là nó còn cỡ từ 70 đến 77-78 kg nha. Bộ linen của hàng còn đúng một bộ nào, còn bộ hoa nữa, bộ hoa của cái bài gì hồi nãy chốt mà không cho địa chỉ số điện thoại nè. Còn bộ hoa Kiều Phương nè, chế Kiều Phương mà chị gì Kiều Phương đó. Đây nè bộ xanh nè. Trời ơi, đi ra giặt bộ đồ rồi ủi lên đi rồi biết cái bộ đó nó như thế nào liền nha. Biết cái bộ nó có đẹp hay không liền rồi nghe mấy chị, khỏi cần ý Yên nói nha. Tại vì cũng hết rồi để khỏi cần nói thêm. Trời ơi nó đã lắm mấy chị, nào giờ nấu đồ ăn vậy bay. Chị Hằng phải không? Quay đập cửa đi. Bộ này size 70 đến 77-78 kg mặc dễ thương lắm. Và nó còn một bộ hoa nữa đó, ai lấy bộ hoa thì lấy. Rồi lên quần nha. Rồi giờ ngồi chốt từ từ đi. Quần. Sáng mai, chiều mai vậy về một lô quần nha mấy chị. Chế nào mà thích form rách rách mà nhiều nhiều thì hiền quốc nhau. Còn không thì thôi ha. Hoa của chị Phùng Lê màu xanh đẹp lắm chị Phùng Lê. Chị Phùng Lê màu xanh màu hoa nè, 180. Phùng Lê là Thảo Ly á. Rồi lên quần nha. Quần này eo 96 đến 100 nè. Quần này là form của em và gu của em luôn. 160.000 quần đen rồi có một bút vải ghi nè bây ơi. Eo 96 đến 100. Có giấy không? Lấy ly nước luôn. Có giấy có biết không? Lưỡi gì mà lỡ, lưỡi lỡ, nếu lỡ tùm lum hết trơn. Quần của chị đó, khỏi ghi con đó ha. Quần 160.000 của chị Thảo Ly luôn. Rồi hôm nay cái lô quần về đẹp lắm mấy chị. Thông báo với mấy chị là hôm nay lô quần đẹp lắm nha. Tôi coi size rồi đi, khỏi đó rồi. Hôm nay về nhiều mẫu lắm. Rồi đây nè. Quần eo 96 đến 100. Con này eo 96 đến 100 luôn nè. Rồi lên tiếp quần nha mấy chị. Trời ơi là trời. Nè, eo 96 đến 100 mà coi giảng đã đời lắm. Bỏ cho ý Yên nó sâu. Hồi nãy em có con đầm size 16. Hôm nay em về con đầm sọc đẹp lắm nè mấy chị. Dạ 250 mà sao mấy chị không chốt ta. Đầm body sọc mà vải đẹp lắm. Dạ đầm body sọc mà vải rất là đẹp. Mà sao hôm nay mấy chị không chốt ta ơi. Thiệt chứ em may toàn mẫu lạ cho mấy chị không á. May đa dạng mẫu cho mấy chị.
Em may đa dạng mẫu lắm luôn á mấy chị ơi, coi nè. Ôi chị nào chốt đầm sọc body thì chốt đi nha mấy chị. Trời ơi xưởng nhà em may nè mấy chị, lên cái form đẹp lắm. Lên cái form body nè mấy chị thấy không, ở sau nó có xẻ nè. Ở sau nó có xẻ mông mấy chị nè. Đầm này 250 có size từ 60 đến 100kg. Chốt giúp giùm em đầm body sọc. Chốt giúp giùm em body sọc nha mấy chị nha. Chốt giúp giùm em body sọc. Em lên nha mấy chị, một con mã quần này size bự nè. Mã quần này size bự nè. Ai chốt size bự này chốt lên giúp giùm em nha. 160.000 quần. Rồi con này eo 110, eo 110 nè. Eo 110 đến 112. Rồi eo 110 đến 112 bay. Lên cho mấy chị một con 7 tấc size nhỏ size L. Lên cho mấy chị một con 7 tấc size nhỏ size L. Con này eo 90. Chị nào chốt quần này eo 90 chốt giùm em quần này eo 90. Eo 90 quần này. Eo 90 quần này. Eo này 100 nè. Eo này 100 nè. Đó, coi nó làm cầm cùi rồi mai hỏi lại quên nhẹ nè. Eo này eo 90 nè. Quần đen nha, đang lên lô đen nha. Eo này 100 luôn nè bê. 100 luôn nè. Mấy quần này bán từ từ, mùa ít năm sau cũng hết nè. Em nói thiệt tại quần này không có bán đâu. Hồi nãy bao quần sọt 120 bỏ đâu ti. Cầu thang nha. Cầu thang chỗ cái đóng quần rin nha. Coi thử size trên lưng nhiêu. 1x17 hả? 100. 1x17 nè, đó 100 nè, 3 con 100 nè. 3 con eo 100 nè. Eo này nó di động từ 96 đến 100, 102 cũng vừa nha. Nhưng mà em ghi cái số chung chung là 100 nha mấy chị ha. Nên chị nào ưng con này thì cứ chốt nha mấy chị nha. Còn nhiều người coi dặn trăm đó, đó. Ghi hết đi. Này L eo 90 nè. Rồi khỏi ghi tiếp cũng được. Rồi lên nha mấy chị mã rêu nha. 55 người. Mã rêu. Lên cho mấy chị mã rêu. Rồi nó có bà mẹ lính luôn nè, cho nên mấy chị đừng có sợ rách ở trong á. Rồi quần hôm nay đẹp quá. Quần hôm nay vừa đẹp mà co giãn vừa mê nữa chứ. Rồi chốt giùm em mã lính. Mã lính này eo 105 nè. Eo 105 lính. Eo 105 lính. Nè eo của chị Phùng Lê nè. Eo 100 của chị Phùng Lê nè. Eo 100 của chị Phùng Lê nè. Đó. Size L. Chị nào chốt mã lính chốt lên giúp giùm em mã lính nha mấy chị nha. Mã lính. Eo này eo 90 nè. Eo này eo 90 nè. Quần lính của chị Trân Anh Boss lấy size cùng em phải không? Rồi Trân Anh Boss 106 nè. 2X này eo 105 nè. Mã lính này đẹp quá à. Mã lính này đúng đẹp luôn á. Eo 100 vẫn bò bỏ lên ghế cái gì. Rồi lên tiếp cho mấy chị quần 106 này nha. Quần 106. Quần này size 20 nè. Không biết chị Liên Võ nè, chốt con này 106 của chị Liên Võ Canada đi. Để hỏi chị Liên Võ có lấy quần này không. Rồi em lên cho mấy chị một con mã sọt. Mấy như những cái con này mấy chị mặc không có sợ nó ngắn đáy nha. Không có sợ nó gần chim ha. Con này chim nó xa xa lắm. Những con này chim nó xa xa. Chim xa xa bên cánh đồng hoang. Con này eo 102 nè. Đẹp da eo 102 mà đẹp lắm không. Eo 102. Ghi eo 102 bi. Rồi lên tiếp cho mấy chị nè. Trời ơi mã quần đẹp quá trời luôn. Mã quần này mà bán mấy chị 160 mấy chị trúng mánh cái đùng luôn á nè. Quần túi này đẹp không mấy chị. Mã này mà bán mấy chị 160 mấy chị trúng mánh cái đùng. Mã này eo 100 nè. Ôi mã sọt mà túi chéo mà lai lọc nè. Đẹp không? Eo 100. Eo 100 con xanh bạc lai lọc nè. Túi xéo mà lai lọc eo 102 của chị Thảo Ly là con nào nhỉ? Rồi eo 102 là đây. Rồi eo 102 của chị Thảo Ly nha. Eo 102. Em 6 luôn. Em 6 luôn nè. Luôn 106 luôn. Quần 20 là size quần đó 100kg đó chị. 20 là 100kg á. 18 nguyên cũng bằng 20 nè. Mấy con này là 100kg á. Mình vừa vào cho mình xem lại quần đen yên vừa cầm được không? Dạ được chị Hoàng Nam Anh.
quần đen nó rách nhiều nha chị nè, quần đen nó rách nhiều mà quần đen này mặc cái áo cũng đẹp lắm. Em thường mặc những cái mẫu quần này mà mấy chị hỏi nè, quần đen á chị, đen bảy tấc. Má hồi xưa em đi lấy sĩ em ngu, đi lấy sĩ mấy người nữa tính sĩ em đủ má 150, 180 không ngu như con bò. Giờ lấy tướng sĩ là eo nó khoảng cỡ 120, 125 nha, eo 120 là 180 nè. Con này đẹp ghê không, con này đúng 100 kg luôn á. Nãy giờ lên quần lửng đen mà hỏi quần dài lấy đâu ra em đưa. Nãy giờ lên quần lửng giờ vô hỏi quần dài lấy đâu ra đưa trời. Cái quần đen hồi nãy là quần tây, mà quần tây nó hết size bé rồi, bây giờ còn size 2 nè. Ha, còn size 2 nè, con này mã đẹp nè, 14 quy, tương đương 80 kg. Con này mà chị Trần Tuyền nè, chị Trần Tuyền nè, chị Thảo Ly, chị Trần Anh Bốt ưng là quốc con này liền nha, 160 ưng là quốc con này liền, 14 quy, 14 quy là chắc chắn 80 kg luôn á, khỏi còn đo nha, 14 quy khỏi còn đo. Con đó, con đó em bé em khỏi còn đo luôn, quần dài đó là quần tây á chị Hoàng Nam Anh. Con này size 16 quy, tương đương 18 nè, con này 95 kg nè, 16 quy tương đương 18, 95 kg, 16 quy tương đương 18, con này size 20 nè, em 125, 128 nè. Đó. À, con 16 quy eo trăm vừa, quần tây đó có size 7, sạch sẽ rồi. Tý ơi, đưa cái bao quần tây hàng Việt Nam xuất khẩu lên Tý, lấy size 14 quy là eo 100 của nhà Trúc Lai á, 14 quy. Con mà nãy có người đây nè, đây nè, con này là eo của nhà Trúc Lai nè. Tôi nói 80 kg, eo 100 là 100 phát 1 rồi, coi nè, coi đo nè, coi đo nè, đúng 100 luôn, 0.1. À, 14 quy á, nãy giờ có con 14 nào nữa không nhỉ? Mở ra đi. Không, mẹ Trúc Lai. Rồi kiếm size MXL đi. Không, kiếm size ML á. Quần đó 160. Để em kiếm size bé bé thêm đi chị. Con này size 20. Hồi nãy để chị Liên mở chưa? 16 quy nè, con này 95 kg nè. Trời ơi, cái mã quần này nó đẹp mà nó chuẩn lắm luôn á. Mà nó ít size lớn. Con này quần này 200. Quần này lọt con 200 nè. Mã nào 200 em báo 200 nha. Mã nào 200 em báo 200, mã này đẹp lắm chứ. L với M. Chị hỏi quần tây đợi em chút nha. Tao lấy nè. Lấy thêm con màu xanh 20. Cái quần nào size M với L là quăng ra, cái đó lấy quăng ra. Con quần này em 100 nè chị Ngô Tú Linh. Cái quần này 200 nè. Thôi giờ trong lô còn con bán với chị 160 luôn. Rồi chốt giùm em quần túi, quần túi đứng có một con eo 100, bán với chị 160 luôn quần túi đứng. Đây nè mấy chị, quần này quần tây nè, quần tây này size bé nha, quần tây nè. Đó là size gì vậy, bao nhiêu? Có một số hai. Rồi quần này 200, quần này có size bé nè, quần này có size từ 60 kg nè. Quần này có size 60 kg, 60 đến 70 kg một size, và 70 đến 80 kg một size. Quần này nó có hai size, size số 1 và size số 2, quần Việt Nam xuất khẩu. Nha, quần này nó có hai size nè chị gì đó ơi. Chị gì lòng? Chị Hoàng Nam Anh. Quần này em có hai size. Quần này cũng 200.000, quần này có size 60 đến 70 kg một size, 70 đến 80 kg một size. Hồi nãy nó có con màu trắng mà màu mà size eo 100 á. Mà mấy quần này là chị Hiền Huỳnh mặc được nè. Tại vì mấy con này á là cái phân quần nó rất là bự, mà cái chân quần á nó không có bị ngắn, là những chị mà sợ quần đáy ngắn với tuổi teen là mặc những con quần này được ha. Lâu lắm mày quên bán cái bao quần này luôn á chị. Rồi lên tiếp cho mấy chị nè. Quần nào quần này eo á, quần này size 22 quy luôn. Bỏ quần này vô ấy nè. Quay chị Hạnh. Rồi lên tiếp cho mấy chị một cục đen nha. Lên mấy chị mặc hàng đen hàng độc nè. Hàng đen này mỗi người lụm con nha.
rồi luôn á. Rồi lên mà quần sọt nè. Trời ơi đẹp không mấy chị? Trời ơi đẹp còn hơn hàng xưởng luôn nha mấy chị. Đẹp hơn hàng xưởng gấp mấy lần luôn á. Ủa thì còn rồi 160 ngàn. Ốt một con coi. Ốt một con lắp ngay. Chị nào hỏi đâu mất tiêu rồi tao ơi. Chế nào hỏi. 22 chị Hiệp Huỳnh lấy nha. 22 chị xả giùm em mình hai áo thun 50. Mình thích áo 160. Xả gì cho chị Thủy nè. Chỗ thì Thu Thủy coi comment đi. Tải máy cho anh Phước để coi phần mềm chưa bây. À, 160. Eo này là eo 105. Eo 105. Đẹp không? Eo 105 nè. Hai áo 100 ngàn. Đó cái đó sao à, con này eo Vy là Vy ơi. Con này eo 105. Không có, có con 14 mà. Con này size bé nè. À tôi đứng khác màu mà đâu dúng đâu. Con này eo 100 nè. Chị nào lấy eo 100 lấy nha. Quần chữ lớp nè. Rồi lấy quần này cho nè chút like 160 luôn nè. Hai cái khác màu. Này eo 100. Con này mấy chị không lấy gì chốt nha. Eo 100. Con này eo 100 nha. Eo 100 có hai con nè. Eo 100 có hai con rồi. Chốt eo 100 đi. Mấy cái quần này hiếm lắm. Mấy cái quần này hiếm lắm luôn á. Eo 40 nè. Eo 100. Eo 40 mới có eo 105 nè. Dán cho eo 105. Size 38 nè. Eo 100 của chị Phùng Lê à, của chị Phùng Lê nè con. Đúng rồi, mẫu với độ dài khác nhau. Quần này 160 luôn con. Eo 100. Cái này lấy bút lông ghi nè. Eo 103 nè. 38 eo 103 ghi vô. Ghi vô eo 103 trên đó anh tôi. Eo 103 38 eo 103 nè. Sọt đen eo 100 của Ngô Tú Linh nè. Eo 103. Rồi mấy con này mai mốt đi kiếm không có đâu nha. Eo 105 nè. Eo 105. Hỏi ghi cũng được. Trời con này đẹp quá à. Con người này đẹp quá trời luôn. Cuối cùng em không có con nào nè. Thì chút về mặc thử con eo 38 nữa. Đẹp không mấy chị ha. Trời đẹp xuất sắc luôn mà coi giảm nữa nha. Sọt đen của Ngô Tú Linh là lấy cái con. Còn con duy nhất size bé. Cái sọt này chút nữa đem về bên kia nè. Đóng mấy giờ rồi mấy đứa? Hôm nay like được nhiêu like rồi đi được nhiêu đi hàng nha mấy chị. Rồi áo 80 ngàn 60 đến 80 kg. Em còn 3 con nè. Tại vì em tắt cái quần em bán cho tắt á. Em còn 3 con 60 đến 80 kg. Chị nào chốt áo 80 ngàn chốt lên giúp giùm em. Ô lấy quần trắng hay tiên. Nguyễn Bịch làm biến bán hàng luôn á. Nguyễn Bịch làm biến bán hàng luôn.
vài cái sọt eo 85. Mai chị ra, mai em về một lô sọt với jean dài, giá cũng mềm lắm. Mai đi chị. À, sọt đó thì giá khoảng cỡ 150-160, jean thì 200 dài. Nhưng mà vải đẹp lắm mấy chị Mai nha. Hẹn mấy chị Mai. Bệnh mà tiếc không ngủ, qua lên bệnh mà tiếc mà coi làm Beautiful để ý nha. Beautiful để ý, gửi qua địa chỉ số điện thoại, làm lại địa chỉ luôn cho nốt lại nha. Cái lần nào làm cũng sai hả. Cái tu hô làm để ý giùm cái đi. Mỗi bill làm, mỗi bill dặn, mỗi bill làm, mỗi bill dặn. Tối nay đi ít lắm. Còn nếu đi được thì đi, còn đi không được thì tối nay nghỉ làm bill anh ạ. Mấy bill à, mấy bill khách kêu đi thôi à. Tu hô tin nhắn lâu rồi mà. Đó, thấy bởi vậy ta nói mới làm cách đây 2-3 bữa làm không chọt vô không nhớ. Thì có lưu lại rồi gửi cái địa chỉ qua sửa địa chỉ. Ý là không có giá tin được cho chị này, bên là tin nhắn bị giam rồi. Thì bây giờ gửi qua Zalo cho chị chứ có gì đâu. Vậy nói bill cách đây xử lý 2-3 ngày xong tới giờ cũng không nhớ mà rõ ràng ngày có bao nhiêu bill đâu. Đây một ngày có vài bill mà cứ vậy hoài luôn á mày. Rồi thì đi đi. Bỏ vô cái bao đồ của cô Nhận Hiền luôn thôi. Bao đồ cho chùa. Rồi chào mấy cô đi. Chào mấy cô, hẹn gặp lại ngày mai nha mấy cô ơi. Ngày mai tối 8:30 nha mấy cô ơi. Bye bye.